Minasan konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến video ngữ pháp bài số 5 trong chuỗi các video clip dạy ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Minano Nihongo. Trước khi đi vào tìm hiểu bài 5 hôm nay có những gì thì chúng mình cùng nhau đi chữa bài tập bài số 4 nào. Bài tập đầu tiên, bài tập điền từ vào chỗ trống. Các bạn đã quen hơn với cả dạng bài tập điền từ lần này chưa ạ? Trong sách bài tập cũng có rất là nhiều dạng bài điền từ được chia ra là các phạm trù riêng như là điền trợ từ riêng này, điền từ để hỏi riêng hay là chia động từ, đúng không ạ? Thì ở bài tổng hợp thì mình thường hay gộp chung, miễn làm sao các bạn hiểu ngữ pháp bạn lắp vào khi nào điền cái gì là được. Chúng ta chữa luôn câu số 1 nha. Câu 1 chắc là dễ quá rồi đúng không ạ? Chúng ta có mai băng nanji chấm 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 nanji chấm 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 benkyō shimasu ka. Thì ở đây chúng ta có thể điền cái gì nhỉ? À, trợ từ. Ta có nanji nanji, vậy là điệp khúc gì đây? À, nanji kara nanji made. Mai băng nanji kara nanji made benkyō shimasu ka, nghĩa là gì nhỉ? À, hàng tối bạn thường học từ mấy giờ đến mấy giờ? Mình tin là ai cũng đều làm được câu này đúng hết. Câu số 2 cũng dễ, là gì đây nhỉ? Chúng ta có các sự kiện kino, nghĩa là gì nhỉ? Hôm qua. An xạ là gì? Sáng. Ý ở đây là sáng hôm qua. Vậy trợ từ đây có thể là gì? Có điền gì không? À, có là điền trợ từ gì nhỉ? À, no đúng không ạ? Kino no asa, nghĩa là sáng hôm qua. Tiếp theo chúng ta có nanji và okimashita ka. Okimashita là thức dậy, okimashita. Kino mà hôm qua phải chia quá khứ đúng không ạ? Nanji là gì? Mấy giờ? Hôm qua bạn dậy lúc mấy giờ? Chúng ta có lúc mấy giờ thì trợ từ sẽ là à, trợ từ ni. Vậy câu đầy đủ là gì nhỉ? Akino nan akino no asa nanji ni okimashita ga. Kino no asa nanji ni okimashita ga, nghĩa là sáng hôm qua bạn dậy từ mấy giờ vậy? Câu số 3, chúng ta có anata chấm 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 kaisha. Anata là gì? Bạn. Kaisha là công ty đúng không? Sao lại có cái gì đằng sau nữa? À, yasumi. Yasumi là gì? Ngày nghỉ. Và cuối dữ kiện là gì ạ? Nanyōbi desu ka? À, thứ mấy? Ý ở câu này sẽ là gì nhỉ? Ngày nghỉ của công ty bạn là thứ mấy vậy? Ngày nghỉ của công ty của bạn đó, tức là một cụm danh từ nối nhau thôi, mà danh từ nối nhau bởi trợ từ no. Vậy lần lượt chúng ta có là anata no kaisha no yasumi. Danh từ gốc của đây là yasumi, là ngày nghỉ. Ngày nghỉ của gì? Của công ty. Công ty nào? Công ty của bạn. Cứ thế nối vào bởi trợ từ no thôi. Thế còn ngày nghỉ là ngày thứ mấy thì trợ từ sẽ là gì? Là gì nhỉ? Wa. Wa, vậy là anata no kaisha no yasumi wa nanyōbi desu ka? Ngày nghỉ của công ty bạn là thứ mấy? Câu trả lời chúng ta có nichiyōbi chấm 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 getsuyōbi. Nichiyōbi là chủ nhật, getsuyōbi là thứ hai. Từ chủ nhật thứ hai à? À, nếu từ thì phải có đến cơ, mà chủ nhật thì liền thứ hai rồi. Vậy thực ra đây phải điền gì nhỉ? Và đúng không ạ? Chủ nhật và thứ hai. Vậy là nichiyōbi to getsuyōbi desu. Nichiyōbi to, nhớ chữ to phát âm như vậy nha, to. Nichiyōbi to getsuyōbi desu, chủ nhật và thứ hai ạ. Câu số 4, dữ kiện chúng ta có trong bài là Swiss. Swiss là gì nhỉ? Swiss là Thụy Sĩ. Ima là gì? Bây giờ. Nanji mấy giờ? Ý ở đây là Thụy Sĩ bây giờ là mấy giờ đúng không ạ? Bây giờ Thụy Sĩ là một chủ ngữ của câu, vậy chủ ngữ sẽ đứng trước trợ từ gì? Wa. Swiss wa. Swiss wa. Bây giờ mấy giờ thì sao, có trợ từ gì ở giữa không ạ? Ima wa. À, ima thôi đúng không ạ? Ima nanji desu ka là xong. Vậy câu đầy đủ là Swiss wa ima nanji desu ka? Thụy Sĩ bây giờ là mấy giờ vậy ạ? Câu số 5, hoàn thiện câu hỏi nào. Để hoàn thiện được câu hỏi thì chúng ta luôn phải chú ý đến câu trả lời đúng không các bạn? Dữ kiện đầu bài đưa ra trên câu hỏi là doyōbi no asa. Doyōbi no asa nghĩa là sáng thứ bảy đúng không ạ? Xong cái chỉ đấy ka. Thì bây giờ chúng ta không biết đến cái gì, trừ khi chúng ta nhìn vào câu trả lời. Câu trả lời là gì đây? Ie, hatarakimasen.
Ie hatarakimasen nghĩa là gì nhỉ? À không, tôi không làm việc. Vậy hỏi như nào để trả lời là không, tôi không làm việc? Trước hết bạn xác định đây là câu hỏi xác nhận, không phải câu hỏi có chứa từ để hỏi đúng không ạ? Vậy chỉ cần là gì thôi, hỏi là gì nhỉ? Sáng thứ bảy bạn có làm việc không? Chúng ta quan sát ở câu trả lời Ie hatarakimasen, không tôi không làm. Tức là câu trên sẽ hỏi là gì? Sáng thứ bảy bạn có làm việc không? Chúng ta không hề có thì quá khứ ở đây, cho nên đơn giản câu hỏi chỉ cần là gì là xong nhỉ? À, Toyobi no asa hatarakimasu ka? Hatarakimasu ka? Đơn giản cách tạo câu hỏi, câu xác nhận chỉ là thêm đuôi ka vào sau động từ thôi đúng không ạ? Câu số 6, chúng ta có dữ kiện là gì? Kê sạ sáng nay. Rokuji, chúng ta quen nhìn cái chữ kia đi nha, mặc dù chưa học chữ Hán nhưng mà bài trước mình có đưa giới thiệu rồi đúng không ạ? Mà chúng ta phải nhầm quen, đây là chữ G là giờ đúng không ạ? Kesa rokuji 6 giờ. Oki là gì? Oki trong okimasu là thức dậy đúng không? Nhưng tại sao mình lại để cái ngọn cửa đấy? Bởi vì ý mình muốn các bạn chia cho mình nốt đuôi của cái từ okimasu đó ấy mà. Chúng ta có kesa là sáng nay là thuộc thì gì? À thì quá khứ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải chia đuôi okimasu này thành là okimashita. Okimashita. Thế còn trợ từ sau 6 giờ, à một mốc thời gian cụ thể thì phải có trợ từ ni. Kesa rokuji ni okimashita, nghĩa là sáng nay tôi thức dậy lúc 6 giờ. Câu số 7 chúng ta sẽ điền nốt câu trả lời thôi. Phần này thì dễ rồi, câu hỏi là gì đây ạ? Kino benkyou shimashita ka? Kino benkyou shimashita ka? Kino là hôm qua, cho nên động từ benkyou shimashita phải chuyển thành benkyou shimashita, thêm đuôi câu hỏi là ka. Kino benkyou shimashita ka? Nghĩa là tối hôm qua bạn có học bài không? Ở phần trả lời người ta đang gợi ý cho bạn câu trả lời đang là ie. Ie tức là gì? Không. Bây giờ mình trả lời nhanh có đúng không nha? Ie benkyou shimasen. Đúng không ạ? À, chigaimasu ne, không phải, sai rồi ạ. Bởi vì là đây là thì quá khứ nên phải là phủ định quá khứ cơ, phải là gì mới đúng nhỉ? À, benkyou shimasen deshita, deshita, masen deshita mới là phủ định quá khứ. Ie benkyou shimasen deshita, không tôi đã không học bài. Câu số 8 thực ra là trong ngữ pháp mình không có giới thiệu, nhưng mình tin là các bạn nếu như có suy luận thì vẫn có thể làm được bài. Chúng ta có dữ kiện đầu bài đưa là ashita wa, đúng không ạ? Rồi cái gì đấy? Câu trả lời là gì đây? Kayoubi desu. Kayoubi là gì? Thứ ba. Ashita là ngày mai, ngày mai gì đấy, xong trả lời là thứ ba. Thế ý hỏi là gì? Ngày mai là ngày thứ mấy đúng không? Mà thứ mấy chúng ta biết cách nói chưa? À biết rồi, là gì nhỉ? Nanyoubi. Vậy câu này hoàn thiện được không? À làm được đúng không ạ? Ngày mai là thứ mấy vậy? Ashita wa nanyoubi desu ka? Ashita wa nanyoubi desu ka? Ngày mai là ngày thứ mấy? Ok, phần nói ngày tháng năm chúng ta tìm hiểu kỹ hơn bài số 5 sau. Chúng ta chữa lốt bài tập dịch bài số 4 để mau chóng đi vào ngữ pháp bài 5 hôm nay nhé. Bài tập dịch bài số 4, câu số 1. Ngân hàng nước bạn mở cửa đến mấy giờ vậy? Ngân hàng nước bạn mở cửa đến mấy giờ vậy? Có thể có nhiều bạn sẽ sợ phần dịch, nhưng mà nếu mình là người đam mê học tiếng thì mình lại rất thích phần dịch các bạn ạ. Nó như kiểu là giải được một bài toán ấy. Giải đúng thì rất là sướng, giải sai tất nhiên là khó chịu rồi, nhưng mà từ những cái khó chịu vì sai đó chúng ta sẽ biết rõ cái sai và không lặp lại cái sai nữa. Câu này thì không có gì khó ngoài cái cụm bổ ngữ thôi. Bổ ngữ đây là gì? Ngân hàng nước bạn. Đây hiểu là gì? Ngân hàng của nước của bạn. Hiểu là như vậy, bởi vì nối các danh từ với nhau mà. Thì bây giờ chúng ta có chỉ có dịch ngược với tiếng Việt thôi đúng không? Tiếng Việt nói gì chưa? Ngân hàng rồi đến gì? Nước rồi đến bạn. Bây giờ chúng ta sẽ là gì? Bạn rồi đến nước rồi đến ngân hàng, và nối nhau với chữ no. Thế thôi, thuộc từ vựng là xong đúng không ạ? Vậy nói cho mình cụm đó nào. Ngân hàng của nước bạn sẽ là gì? Nào là chữ bạn trước, bạn là anata rồi đến gì? No, đất nước. À, okuni no, rồi đến ngân hàng ginko. Anata no kuni no ginko. Anata no kuni no ginko là ngân hàng của nước bạn. Bây giờ mở cửa đến mấy giờ thì dễ rồi, là công thức như nào nhỉ? À, chúng ta có là gì thôi. Anata no kuni no ginko wa nanji đến made desu ka là sao?
あなたの国の銀行は何時までですか？Câu số 2. Giờ nghỉ trưa của công ty bạn là từ mấy giờ đến mấy giờ? Câu này cũng không khó đúng không ạ? Giờ nghỉ trưa của công ty bạn lại là một cụm danh từ nào? Trong các bài tập dịch thì tất nhiên mình thường hay kết hợp các cái bài cũ và mở rộng câu cho nó dài hơn để các bạn tập dịch cho quen, chứ không phải là cố tình gây khó dễ cho các bạn đâu nha. Chúng ta có cụm này, giờ nghỉ trưa của công ty bạn, thì chúng ta có giống như vừa nãy đúng không ạ? Giờ nghỉ trưa của công ty của bạn thì tiếng Việt sẽ nói như vậy, còn tiếng Nhật sẽ nói gì trước? Bạn, công ty rồi đến giờ nghỉ trưa đúng không? Vậy là gì nhỉ? Anata no kaisha no hiru yasumi là giờ nghỉ trưa đúng không ạ? Anata no kaisha no hiru yasumi wa là từ mấy giờ đến mấy giờ? Nanji kara nanji made desu ka? Nhắc lại cả câu. Anata no kaisha no hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Ok, chúng ta chọn câu số 3. Tối hôm qua bạn học từ mấy giờ đến mấy giờ? Nào, tối hôm qua bạn học từ mấy giờ đến mấy giờ? Chúng ta có, đây là câu động từ hay câu danh từ? Nếu như hai câu trên là câu danh từ chỉ cần kết thúc bằng desu ka thì đây là câu gì nhỉ? Câu động từ cơ. Mà câu động từ là sao? Là kết thúc bởi một động từ, tức là trật tự động từ sẽ ở phía cuối câu đúng không nào? Vậy chúng ta có câu này. Đầu tiên vẫn phải nói đến gì nhỉ? Trạng từ thời gian trước đã. Trạng thời gian chúng ta có tối hôm qua là gì đã nhỉ? Kino no bang. Kino no bang. Bây giờ còn lại là học từ mấy giờ đến mấy giờ, chúng ta phải có chữ học vứt sau cùng rồi. Thì còn dữ kiện từ mấy giờ đến mấy giờ nói trước là gì? Nanji kara nanji made. Bây giờ động từ học. Nào, mình nói nghe được không nhá? Kino no bang nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Đúng không ạ? Chigaimasu ne, sai rồi. Vậy chúng ta có là gì đấy? Tối hôm qua thì động từ phải chia về gì đã? Về quá khứ, nên không thể là benkyou shimasu được, không phải là benkyou shimashita. Vậy câu đầy đủ là kino no ban nanji kara nanji made benkyou shimashita ka? Câu tiếp theo, tôi đã không học bài mà tôi đi ngủ từ 8 giờ cơ, đúng không ạ? Tôi đã không học bài là gì đã nhỉ? Bỏ chữ tôi đi, không cần nhắc đến nữa. Đã không học bài, đơn giản là chia về phủ định quá khứ thôi, là gì nhỉ? Benkyou. Nói tối hôm qua đã đi. Kino no ban đã không học bài là gì? Benkyou shimasen deshita. Kino no ban benkyou shimasen deshita. Tối hôm qua tôi đã không học bài, tôi đi ngủ từ 8 giờ. Bình thường đi ngủ lúc mấy giờ thì là ni, nhưng bây giờ muốn nhấn là từ 8 giờ thì sẽ, chúng ta có thể thay thế bằng đại từ, trợ từ là kara. Gì ạ? Hachiji kara nemasu. Quá khứ nemashita. Hachiji kara nemashita. Tôi ngủ từ 8 giờ. Câu số 4 dễ quá rồi. Sáng nay bạn dậy lúc mấy giờ thì là gì nhỉ? Sáng nay kesa. Dậy lúc mấy giờ? Nanji. Trợ từ là gì? Ni. Nanji ni okimashita ka? Kesa nanji ni okimashita ka? Câu số 5, nhắc để nhớ cái phần dữ kiện hỏi số điện thoại đúng không ạ? Câu chúng ta có là số điện thoại của công ty bạn là số bao nhiêu vậy? Chúng ta có cách hỏi số điện thoại là gì nhỉ? Nan bang desu ka đúng không? Số điện thoại là denwa bango wa nan bang desu ka? Nhớ cụm đó nha. Denwa bango số điện thoại wa nan bang desu ka là số bao nhiêu? Bây giờ thêm cụm gì thôi? Của công ty bạn thôi. Vậy thêm ở trước đầu tiên là gì? Anata no kaisha no denwa bango wa nan ban desu ka? Anata no kaisha no denwa bango wa nan ban desu ka? Hy vọng là các bạn đều làm đúng hết các bài tập vừa rồi. Nếu mà chúng ta vẫn có gì đấy băn khoăn khó hiểu thì hãy liên lạc với mình qua fanpage hoặc số điện thoại. Bất cứ hình thức nào mình có thể trợ giúp các bạn thì cứ liên hệ thoải mái nha. では第5課の文型を勉強しましょう。Bây giờ chúng mình cùng nhau đi vào ngữ pháp bài số 5 nào. Ở bài số 4 thì chúng mình đã cùng nhau đi học mẫu câu động từ đầu tiên rồi, là những mẫu câu động từ cơ bản đi kèm với thời gian, nên là làm gì đó từ mấy giờ đến mấy giờ hay làm gì đó vào lúc mấy giờ. Hôm nay bài số 5 chúng mình sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu một cái mẫu câu động từ nhưng mà
thuộc cái loại đó là động từ di chuyển thì chúng ta sẽ có thêm cái phương hướng, phương tiện đi và người đi cùng nữa. Cụ thể chúng ta đi tìm hiểu các phần mục ngữ pháp hôm nay như sau. Mẫu câu số 1 là mẫu câu với động từ di chuyển. Chia làm 3 mục nhỏ. Mục 1 nhỏ là đi, đến hoặc về một địa điểm nào đó. Mục 2 là một mở rộng thêm phương tiện đi, đi bằng cái gì. Và mục số 3 là mở rộng thêm người đi cùng ai hay đi một mình. Mẫu 2 lớn chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách đếm ngày, tháng, năm trong tiếng Nhật. Mẫu 3 lớn là mẫu hỏi về ngày sinh nhật. Và mẫu 4 là mã là mẫu hỏi khi nào thực hiện hành động. Khi nào làm phê. Bài hôm nay nhìn sơ qua có ít ngữ pháp vậy thôi và khá là đơn giản. Chỉ có là chúng ta chắc là nặng phần từ mới là cái phần đếm ngày từ ngày 1 đến ngày 10 là các bạn học từ vựng hơi khó khăn để thuộc thôi đúng không? Chúng ta cùng đi vào mẫu đầu tiên là cùng tìm hiểu thế nào là động từ di chuyển nha. Mẫu câu số 1, đi, đến hoặc về một địa điểm nào đó. Trong từ vựng các bạn học thì chúng ta có 3 từ đó là đi là gì? Ikimasu, đi, ikimasu, đến, kimasu, kimasu, về, kaerimasu, kaerimasu. Các bạn hiểu thế nào là đi, thế nào là đến? Tiếng Việt mình thì hơi bị chung chung phần này đúng không ạ? Cứ hay nói là đi đến đâu đó, nhưng thực tế thì nó có những cái khác biệt đó ạ. Các bạn cùng quan sát, phân tích sau đây. Chúng ta chưa học ngữ pháp cho nên mình sẽ phân tích bằng tiếng Việt trước ạ. Với cái từ đi thì mình có 3 câu ví dụ trong tiếng Việt như sau. Tôi sẽ đi Nhật vào tháng 4 năm sau. Hàng ngày tôi đi đến trường bằng xe buýt. Tối hôm qua tôi đã đi siêu thị. Các bạn quan sát 3 câu tiếng Việt này kỹ nha. Nếu như chúng ta coi địa điểm người nói đang đứng nhá, mình đang nói này, coi địa điểm mình đang đứng là A. Và coi cái địa điểm mà nhắc đến trong câu ấy là B là sao? Ví dụ mình là người nói nha, mình nói là tháng 4 năm sau tôi sẽ đi Nhật. Chúng ta có câu này thì A, địa điểm người nói đứng sẽ là một nơi nào đó thuộc Việt Nam. Còn B, địa điểm được nhắc đến trong câu chính là Nhật Bản. Câu 2 thì sao ạ? Hàng ngày tôi đi đến trường bằng xe buýt. Chúng ta có A ở đây là địa điểm người nói. Đi đến trường tức là đi từ đâu? Từ nhà hoặc từ ký túc đúng không ạ? Ta coi đây là nhà đi, A là nhà. Thì B sẽ là gì? Trường học là địa điểm được nhắc đến trong câu. Câu số 3, tối hôm qua tôi đã đi siêu thị. Thì cái lúc mà người nào nói có thể là ở nhà hoặc ở một đâu đó, không phải là siêu thị. Còn địa điểm B là điểm nhắc đến trong câu chính là cái gì ạ? Cái siêu thị. Tức là sao? Ikimasu, tức là động từ đi đó. Thì chúng ta sẽ dùng khi diễn tả một cái sự di chuyển từ A đến B. A là địa điểm người nói, B là địa điểm hướng đến. Thì khi dùng từ ikimasu hiểu là chưa đi đến B. Tức A và B là hai địa điểm khác nhau. Hiểu cách khác là trong ngữ cảnh nói đó thì người A không ở B hoặc chưa đi đến B. Có thể là quá khứ thì sẽ là không ở B, còn bây giờ đang đi thì sẽ là chưa đi đến. Có nhiều bạn nghe đến đây sẽ bảo là sao cô cứ lằng nhằng thế đúng không? Đi là đi thôi, đi học, đi công viên, đi Nhật. Thế nhưng mà tại vì là trong tiếng Nhật lại có từ đến là kimasu ý. Rất nhiều bạn hay bị nhầm lẫn cho mình nên mình mới phải giải thích như này. Bây giờ cùng tìm hiểu từ kimasu dùng như thế nào để hiểu tại sao mình lại giải thích loằng ngoằng như thế nha. Chúng ta có từ đến trong tiếng Nhật là kimasu. Kimasu có nghĩa là đến. Cùng quan sát ngữ cảnh từ đến trong 3 câu tiếng Việt sau đây. Tôi đến Nhật từ tháng 4 năm ngoái. Tôi đến đây bằng xe taxi. Tối nay đến nhà tôi chơi nhé. Nếu chúng ta vẫn coi địa điểm người nói đang đứng nói ở ngữ cảnh đó, người ta đứng nói ở địa điểm A và địa điểm B là địa điểm được nhắc đến trong câu. Thì các bạn quan sát này, chúng ta có tôi đã đến Nhật từ tháng 4 năm ngoái. Bên nhìn cho mình này, tôi đã đến Nhật từ tháng 4 năm ngoái. Thì bây giờ hiểu là người nói đang ở đâu? Ở Việt Nam hay ở Nhật? À, đã đến Nhật. Tức là bây giờ bạn ấy đang ở Nhật như này. A là Nhật, mà B là địa điểm nhắc đến trong câu vẫn là gì? Nhật. Tương tự chúng ta có câu số 2. Tôi đến đây bằng xe taxi.
Tôi đến đây bằng xe taxi. Nếu nói như vậy thì hiểu là bây giờ người nói đang ở đây hay đang ở đâu. À, ví dụ bạn đi đến bữa tiệc đúng không ạ? Người ta hỏi bạn đi đến đây bằng gì vậy? Tiếng Việt nói là đi đến đây, nhưng tiếng Nhật thực ra chỉ là chữ gì thôi, chữ đến thôi. Tức là hiện giờ bạn đang ở bữa tiệc đó đúng không ạ? Giả sử tình huống này là nhà hàng chẳng hạn đi, thì mình sẽ có địa điểm A là nhà hàng N, thì địa điểm B cũng chính là nhà hàng N. Câu số 3, tối nay đến nhà tôi chơi nhé. Thì hiểu ngữ cảnh khi người ta nói ở đây sẽ là gì? A sẽ là nhà người nói và B cũng vẫn là nhà người nói thôi. Tức là sao? Người ta sẽ dùng khác nhau ikimasu và kimasu, tức đi và đến như thế nào? À, kimasu sẽ dùng khi mà ngữ cảnh đó thì A và B là cùng một địa điểm, tức là khi nói người nói đang ở đâu? Ở B. Nhớ nha, nếu như mà dùng từ kimasu thì sẽ hiểu là cái lúc nói đó thì người nói đang ở địa điểm B, đã đến địa điểm B rồi, không phải trong quá trình đang di chuyển nữa. Hoặc là những trường hợp sau, người ta thường hay dùng từ kimasu là từ đến. Ví dụ là những cái trường hợp mà danh từ địa điểm đó là nơi thuộc về người nói. Ví dụ công ty tôi, nhà tôi, đất nước tôi. Nhất là hay dùng cái từ hãy đến, ví dụ như là hãy đến nhà tôi chơi, hãy đến nước tôi, hãy đến công ty tôi. Chứ không hay ai nói là hãy đi nhà tôi chơi hay là hãy đi công ty tôi đúng không ạ? Mà dùng từ hãy gì ạ? Hãy đến nơi thuộc về mình, người ta sẽ dùng từ đến này nha. Nói hơi dài dòng, không biết các bạn đã hiểu được những điều mình nói chưa? Bây giờ thử test lại cho chắc nào. Điền cho mình đi hoặc đến trong các câu tiếng Việt sau đây. Đây là tiếng Việt nha, không phải tiếng Nhật. Nhưng mà thế mới là chuẩn. Tiếng Việt mình hay dùng chung đi đến, nhưng tiếng Nhật phải phân biệt rành rọi, vì chữ ikimasu và kimasu hoàn toàn khác nhau, không thể là ikimasu kimasu được, cho nên phải phân biệt rõ. Cùng mình điền các câu sau đây này. Mình đưa các bạn xem trước các đáp án, điền nhanh cho mình trong vòng 1-2 phút rồi chúng ta cùng chữa bài nào. Các bạn pau màn hình lại nếu như chưa điền xong nha. Chúng ta chữa bài. Câu số 1, bạn chấm 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 đây bằng cái gì? Bạn đi đây hay đến đây? À, tất nhiên phải là gì nhỉ? Bạn đến đây bằng cái gì vậy? Và khi nói thì hiểu là người nói đang ở đây hay là không, chưa ở đây? À, đang ở đây rồi nha. Câu số 2, khi nào bạn chấm chấm Hokkaido? Khi nào bạn chấm chấm Hokkaido thì sẽ hiểu là gì? Khi nào bạn đi Hokkaido đúng không ạ? Tức là bây giờ không ở Hokkaido. Chúng ta có câu số 3 thì sao? Tôi chấm 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 trường lúc 8 giờ. Tôi đi trường hay là tôi đến trường? Tôi đến trường lúc 8 giờ. Và khi dùng từ kimasu trong trường hợp vừa rồi thì sẽ hiểu hiện giờ bạn đang ở trường nha. Câu số 4, tối qua bạn đã chấm 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 đâu vậy? Có hỏi là đến đâu không? Khi đó người ta đang nói chuyện ở một địa điểm nào đó, không cần biết. Nhưng mà hiểu về địa điểm tối qua bạn ý đã đi, vậy phải là gì? Đi đâu vậy đúng không ạ? Tối qua bạn đã đi đâu vậy? Câu số 5 thì sao? Hãy gì nhỉ? Hãy đi hay hãy đến? Hãy đến đúng không ạ? Hãy đến đất nước tôi du lịch nhé. Nơi thuộc về mình cũng thường dùng là gì? Đến. Và câu số 6, chắc hẳn các bạn đã gặp rồi. Khi chúng ta học Jiko Shokai, giới thiệu bản thân đó, chúng ta còn nhớ câu đến từ đâu không ạ? Tôi đến từ Việt Nam. Nói được câu này rồi đó là gì nhỉ? Betonamu kara kimashita. Nhớ từ kimasu đó không? Đã đến thì là chia với masita thôi. Betonamu kara kimashita, tôi đến từ Việt Nam. Trường hợp đó thì chắc chắn 1000 phần 1000 là kimasu, chứ không thể là ikimasu được rồi. Các bạn hiểu về ikimasu và kimasu chưa? Nếu mà để bình chọn thì thực ra là cái tên ikimasu được dùng nhiều hơn kimasu các bạn ạ. Thường là đi đâu nhiều hơn là đến đâu. Chúng ta hay hỏi Google, ví dụ như là nếu mà bạn sẽ đi đâu, chứ không nói là sẽ đến đâu cả. Ít khi dùng đến đâu hơn. Đến đâu thì thường hay nói về quá khứ, thường thôi nhá, không phải không có ngữ cảnh trong tương lai mà là thường trong quá khứ thôi. Với cơ bản là dùng giống tiếng Việt nếu các bạn dùng chuẩn tiếng Việt. Động từ kaerimasu tức là về thì chắc là dễ hơn rồi, không mấy khi bị nhầm lẫn nữa. Chúng ta có về tiếng Việt, ví dụ như các câu sau đây. Tối qua tôi về nhà lúc 8 giờ. Tôi sẽ về nước vào tháng 2 năm sau. Cuối tuần này tôi sẽ về quê.
Chúng ta quan sát ba câu thì chúng ta có nhà, đất nước hay quê thì là những cái địa điểm như nào với người nói đây ạ? À, là địa điểm của người nói đúng không ạ? Nhà, đất nước hay quê quán? Tức là chúng ta sẽ dùng khai đi mà, tức trở về khi nói gì ạ? À? Trở về những cái nơi thuộc về mình. Phần này mình chỉ có một lưu ý nhỏ đối với nhiều bạn học sinh mình đã từng dạy thì hay bị nhầm câu sau. Chúng ta có trong tiếng Việt mình thì thường cũng hay ẩu và nói như vậy. Ví dụ câu này: cuối tuần này tôi sẽ về nhà bạn Nam chơi. Có nhiều bạn chúng ta hay nói như vậy: về quê ai đó, về nhà ai đó. Nhưng thực tế thì câu đó không chuẩn tiếng Việt đâu các bạn ạ. Đúng chuẩn tiếng Việt câu này phải là: cuối tuần này tôi sẽ đến nhà bạn Nam chơi. Bởi vì nhà bạn Nam có phải nhà chúng ta không? Không, nên không thể dùng từ trở về được. Chúng ta chỉ có thể nói là đến thôi nha. Nhắc lại, trở về chỉ dùng nói về những nơi thuộc về mình thôi nhé. Về nhà mình thì ok. Còn nếu là nhà bạn khác thì phải là gì? Đến nhà người ta, chứ không phải là về nhà người ta đâu nhé. Trong quá trình học chúng ta sẽ đặt nhiều ví dụ các trường hợp phải đi đến về nên các bạn không quá lo đâu. Nhắc lại chỉ có ikimasu và kimasu thì thoảng hơi bị nhầm lẫn một chút thôi, nhưng mà dùng quen và tìm hiểu kỹ nghĩa thì sẽ dùng đúng. Chúng ta đi vào mẫu câu chính thức đi. Mẫu câu đi đến về một địa điểm nào đó. Chúng ta quan sát tranh thì hiểu đây là gì đây? Đi đến trường đại học, đến trường đại học và về nhà đúng không ạ? Tiếng Nhật sẽ nói ba câu này như sau. Đi đến trường đại học. Daigaku e ikimasu. Daigaku e ikimasu. Đến trường đại học. Daigaku e kimasu. Daigaku e kimasu. Về nhà sẽ nói là uchi e kaerimasu. Uchi e kaerimasu. Các bạn thấy có gì đặc biệt nhỉ? À, có một cái điều đặc biệt là hình như cô phát âm sai. Rõ ràng chữ ở giữa kia là chữ gì kia? He, không, chữ he mà em nghe cô đọc cứ như kiểu là e, e. À đúng rồi, cô đọc sai rồi. Nhưng mà sai cho phát âm còn đúng về ngữ pháp. Tức là sao? Đây là trợ từ e các bạn ạ. Các bạn còn nhớ trợ từ qua không? Viết là chữ ha nhưng đọc là qua đúng không? Trường này cũng tương tự, chúng ta dù viết là he nhưng không đọc là he mà sẽ đọc là e, chữ e thôi nha, đọc là e. Chúng ta có trước đó là gì đây ạ? Trước cái trợ từ e đó thì là daigaku hay uchi là danh từ địa điểm đúng không ạ? Còn đằng sau nó chúng ta có ikimasu, kimasu và kaerimasu là những động từ di chuyển chúng ta vừa mới nghiên cứu xong. Vậy tạo được công thức chưa? À rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhớ gì thôi nhỉ? Đi đến đâu đó và về đâu đó thì chúng ta chỉ cần nhớ là danh từ địa điểm sẽ ở trước. Trước động từ thì chắc chắn rồi, vào giữa phải có thêm cái gì chui vào ấy nhỉ? À trợ từ e. Trợ từ chỉ phương hướng, sự di chuyển đến hướng tới một cái địa điểm nào đó. Nhắc lại là trợ từ này là viết bằng chữ he nhưng đọc là e. E, đọc bật hơi ra nhá. E, e, đọc lại với mình nào. Daigaku e ikimasu. Daigaku e ikimasu. Daigaku e kimasu. Daigaku e kimasu. Và uchi e kaerimasu. Uchi e kaerimasu. Chúng ta có công thức tổng quát. Chủ ngữ có hoặc không có. Rồi đến gì nhỉ? Danh từ chỉ địa điểm, trợ từ e cộng v di chuyển. Mình ghi tắt là v di chuyển, bạn hiểu là ikimasu hoặc kimasu hoặc kaerimasu nha. Nhấn mạnh lại lần nữa là chúng ta có trợ từ ở đây viết là he nhưng đọc là e, là động từ chỉ phương hướng nha. Luyện bằng cách là dịch cho mình các câu sau đây. Sáng mai tôi sẽ đi siêu thị yêu. Nào câu này nói như nào các bạn? Sáng mai là gì đã ạ? À, Ashita no asa. Ashita no asa nghĩa là sáng ngày mai. Gì nữa? Đi siêu thị yêu thì cái gì nói trước? À, địa điểm nói trước vậy là yêu sư bà. Trợ từ là gì? E. Viết là he, đọc là e. Yêu sư bà e. Đi ikimasu. Câu đầy đủ. Ashita no asa. Yêu sư bà e ikimasu. Chúng ta có động từ kimasu là động từ dùng cho câu này, đến đúng không ạ? Và kesa là thì quá khứ. Bây giờ
Nón nhanh được thành là kê xạ gì nhỉ? Sáng nay rồi, tôi đến lúc 9 giờ thì sẽ nói lúc 9 giờ trước đúng không? Cư gì? Gì nữa, trợ từ kèm theo mức thời gian cụ thể là gì? Nị. Cư gì nị đã đến trường? À, các cô gì? Ê, đã đến. Kimashita. Kê xạ cư gì nị? Gakkoe kimashita. Kesa kuji ni gakkoe kimashita. Sáng nay tôi đã đến trường lúc 9 giờ. Tương tự làm nhanh cho mình câu sau. Chủ nhật tuần này tôi sẽ về nhà. Chủ nhật tuần này nó như nào ạ? Konshu no nichiyobi. Konshu no nichiyobi. Chủ nhật tuần này tôi sẽ về nhà. À, đơn giản rồi là gì nhỉ? Uchi e kaerimasu. Sẽ về thôi. Konshu no nichiyobi. Uchi e kaerimasu. Chúng ta mới học cho nên là luyện thêm nha. Dịch cho mình nhanh các câu sau đây. Câu 1. Tôi đã đến thư viện lúc 2 giờ chiều. Thời gian sẽ luôn đứng trước đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là 2 giờ chiều là gì? Gogo niji. Nhưng mà không được quên trợ từ gì sau mốc thời gian cụ thể nhỉ? À, trợ từ ni. Gogo niji ni. Tôi đã đến thư viện Toshokan e kimashita. Nhớ nha, quá khứ. Gogo niji ni Toshokan e kimashita. Dịch nhanh câu 2. Tháng sau tôi sẽ về Việt Nam. Rất là dễ rồi, dịch nhanh nào. Tháng sau là Raigetsu. Raigetsu. Từ vựng nhớ rồi chưa ạ? Raigetsu. Tháng sau tôi sẽ về Việt Nam. Việt Nam e kaerimasu. Raigetsu. Việt Nam e kaerimasu. Tháng sau tôi sẽ về Việt Nam. Thế còn câu này. Tối qua tôi đã đi bảo tàng mỹ thuật Midori. Nào, tối qua tôi đã đi đến bảo tàng mỹ thuật Midori. Động từ sẽ là động từ gì đã? À, đi rồi đúng không? Ikimasu. Nào, lần lượt chúng ta có tối qua là gì? Kino no ban. Đúng không ạ? Tôi đã đi đến bảo tàng mỹ thuật Midori. Vậy nói với gì trước? À, địa điểm trước, bảo tàng mỹ thuật Midori. Thêm tên vào thôi là gì nhỉ? Midori Bijisukan. Bijisukan là bảo tàng mỹ thuật, còn nhớ chưa? Midori Bijisukan, trợ từ e và đi. Đi chưa? Đi rồi. Ikimashita. Câu đầy đủ. Kino no ban Midori Bijisukan e ikimashita. Kino no ban Midori Bijisukan e ikimashita. Tối qua tôi đã đi đến bảo tàng mỹ thuật Midori. Cùng tìm hiểu tiếp bài học hôm nay qua tình huống sau đây nha. Chúng ta có chị này bắt gặp người yêu của mình, bạn trai mình đi léo phèo với em nào đó. Thôi xong. Bây giờ chị về và chị tra khảo anh ấy như sau. Kino no ban doko e ikimashita ka? Kino no ban doko e ikimashita ka? Nào, dù chưa học công thức nhưng ta thử phân tích xem câu này có dịch được không đây. À, kino no ban nghĩa là gì nhỉ? Tối hôm qua. Doko e ikimashita ka? Doko là gì? Học từ bài số 3 rồi là gì? Đâu đúng không? Ở đâu? Đâu? Ikimashita là đi. Hiểu câu này là gì nhỉ? Tối qua anh đã đi đâu vậy? Nhìn thì cũng thấy đúng, có thể suy luận công thức thôi. Chúng ta có đi đến đâu thì là địa điểm e ikimasu. Vậy hỏi đi đâu sẽ thay chữ đâu bằng chữ doko đúng không ạ? Vậy chỉ đơn giản là doko e ikimashita ka, tức là đã đi đâu vậy. À, thực tế thì chị nhìn nhầm anh khác thôi, chắc là con rơi ở đâu đó cùng bố khác mẹ, cùng mẹ khác bố. Chỉ biết là giống anh ấy thôi chứ không phải anh ấy đâu. Còn anh ấy đi đến nhà của em Nam cơ. Vậy sẽ nói là Namu-san no uchi e ikimashita. À, trả lời thành thật thôi, anh đi đến nhà anh Nam mà. Câu vừa rồi thì không có gì mới mẻ cả. Chúng ta vẫn là công thức địa điểm e cộng ikimashita, chia quá khứ ikimashita thôi đúng không? Bây giờ trong trường hợp mà tối hôm qua thực chất anh ấy không đi đâu cả thì sao? Anh ấy không đi đâu cả thì anh sẽ nói như thế này. Doko mo ikimasen deshita. Doko mo ikimasen deshita. Phân tích nào, doko là gì? Đâu đúng không? Từ để hỏi. Nhưng đằng sau lại là trợ từ mo. Mo nghĩa là gì? Cũng. Ikimasen deshita, đã không đi. Đâu cũng đã không đi. À, hiểu cách người Nhật nói chưa ạ? Phủ định hoàn toàn. Tôi đã không đi đâu cả. Đâu cũng đã không đi. Tức là gì đây? Từ để hỏi là doko cộng trợ từ mo cộng đuôi động từ chia dạng phủ định. Bây giờ thử nói cho mình trong thì hiện tại xem sao. Tôi sẽ không đi đâu cả sẽ là như nào? Tương tự sẽ là gì nhỉ? Vẫn là doko mo và thay bằng ikimasen.
Ok, chúng ta sẽ tổng hợp ngữ pháp đã rồi lại luyện lại phần này sau nha. Công thức hỏi đi, đến hoặc về đâu đó thì chúng ta có từ để hỏi sẽ là gì là xong. À, doko đúng không? Công thức đầy đủ, chủ ngữ có hoặc không có đều được. Chúng ta có từ để hỏi là doko, rồi đến trợ từ e và đến động từ di chuyển đuôi hỏi ka. Ok, phần trả lời thì sao ạ? Có hai cách trả lời cuối hai trường hợp. Ví dụ đi đâu đó thì chỉ cần nói là địa điểm e cộng với động từ di chuyển đó, b xuống. Còn nếu mà trường hợp không đi đâu cả thì sẽ nói là gì? Doko mo ikimasen, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi không đi đâu cả. Hoặc trong quá khứ đã không đi đâu cả sẽ là doko mo ikimasen deshita, doko mo ikimasen deshita. Tức là từ để hỏi doko cộng trợ từ mo cộng đuôi động từ di chuyển chia dạng phủ định. Cùng luyện thêm cho chắc nhé. Bây giờ anh này muốn rủ chị ý đi chơi thì anh ấy phải hỏi trước đã đúng không ạ? Anh ấy hỏi là chủ nhật tuần này em đi đâu vậy? Nói như nào cho anh ấy bây giờ các bạn? À, chủ nhật tuần này là gì? Konshū no nichiyōbi. Konshū no nichiyōbi, em đi đâu vậy? À, bình thường thôi, đi đâu là gì nhỉ? Doko e ikimasu ka? Thì hiện tại thôi. Konshū no nichiyōbi, doko e ikimasu ka? Ví dụ, chị đi đến thư viện Midori, chị sẽ trả lời là Midori Toshokan e ikimasu. Midori Toshokan e ikimasu. Em đến thư viện đấy, ý là anh đến học cùng em thì đến. Còn trường hợp khác nữa, thích đi chơi cơ thì chị sẽ nói là em chẳng đi đâu cả. Thế là gì nhỉ? Doko mo ikimasen. Doko mo ikimasen. Nhớ nha, từ để hỏi doko cộng cho từ mo cộng đuôi phủ định sẽ hiểu là không đi đâu cả, phủ định hoàn toàn. Ý em là em không đi đâu cả, còn anh bây giờ dù em đi đâu thì em đi. Đơn giản rồi chứ các bạn. Chúng ta cứ nhớ là gì? Cách nói đi đến hay đến hay về một địa điểm nào đó thì chỉ cần nhớ là địa điểm cộng trợ từ là gì nhỉ? E. Với phần từ để hỏi sẽ là gì? Doko. Và cách trả lời phủ định hoàn toàn là doko mo ikimasen hoặc ikimasen deshita, tùy vào hiện tại hay quá khứ của nó. Vậy thôi. Rồi chúng ta cùng đi tiếp vào phần mở rộng là xem cách nói đi bằng phương tiện gì thì ra sao nhé. Như lúc nãy chúng ta vừa học câu này, hàng sáng tôi đi đến trường, bạn nói được nhanh rồi là gì nhỉ? Hàng sáng mayasa đi đến trường, gakko e ikimasu. Xuất hiện thêm phần tranh là gì nhỉ? Một cái xe bus đúng không ạ? Vậy ý ở đây là gì nhỉ? Tôi đi đến trường bằng xe bus thì tiếng Nhật nói như thế nào? Khi đó bằng xe bus trên tiếng Nhật sẽ nói là, trước hết xe bus là gì nhỉ? Basu đúng không? Bằng xe bus, basu de. Basu de. Basu de. Ở đây chúng ta có de là trợ từ chỉ phương tiện cách thức. Không chỉ là phương tiện đi lại này đâu mà sang bài 7 chúng ta sẽ có phương tiện cách thức nữa. Nhưng ý ở đây là gì? Trợ từ chỉ phương tiện nha. Thì chúng ta có danh từ chỉ phương tiện cộng với de sẽ hiểu là đi bằng phương tiện nào đó. Basu de, đi bằng xe bus, đi bằng taxi. Takushi de, đi bằng xe ô tô. Jidosha de, ví dụ như vậy. Thì nhớ nha, trợ từ de là trợ từ sau danh từ chỉ phương tiện. Chúng ta có thể dịch nghĩa de ở đây là gì? Bằng, bằng xe bus, bằng taxi, bằng máy bay. Xếp vào câu thì chúng ta nhớ cho mình là cái phương tiện này sẽ đi trước cái cụm mà địa điểm với cả từ di chuyển nha. Chúng ta để trước nó. Vậy câu này sẽ nói là mayasa basu de gakko e ikimasu. Mayasa basu de gakko e ikimasu, nghĩa là hàng sáng tôi đi đến trường bằng xe bus. Như tiếng Việt mình này, hàng sáng tôi đi đến trường bằng xe bus thì chúng ta sẽ nói là đi đến trường trước và bằng xe bus sau. Nhưng tiếng Nhật sẽ ngược lại, chúng ta sẽ nói bằng xe bus trước và đi đến trường sau. Ok, vậy hướng dẫn là công thức tổng quát của đi bằng phương tiện gì sẽ là gì nhỉ? À, chúng ta có công thức S đi đến hoặc về một địa điểm đó bằng phương tiện gì thì sẽ là chủ ngữ S có hoặc không có, rồi đến gì nữa nhỉ? Phương tiện cộng trợ từ D, nhớ kỹ nha, trợ từ D, rồi đến địa điểm và trợ từ E, rồi động từ di chuyển. Nhắc lại, chúng ta có phần mới, trợ từ D chính là trợ từ sau chỉ phương danh từ chỉ phương tiện và cách thức. Nhắc lại đọc là D, không phải đế đâu nhá, bật hơi lên, đế.
đệ. Ví dụ nói nhanh cho mình câu sau. Hàng ngày tôi đi đến công ty bằng xe đạp. Nào, hàng ngày tôi đi đến công ty bằng xe đạp nói như nào? Hàng ngày là gì? Mainichi. Bây giờ nói tiếp cái gì nhỉ? Đến công ty trước hay là nói bằng xe đạp trước? À, bằng xe đạp nói trước đúng không ạ? Xe đạp là gì? Jidensha. Jidensha trợ từ de. Từ đến đi đến công ty thôi. À, kaisha e ikimasu. Mainichi jidensha de. Gì nữa? Kaisha e ikimasu. Hàng ngày tôi đi đến công ty bằng xe đạp. Chú ý, ở đây có một cái phần đặc biệt là các phương tiện xe máy, xe đạp, ô tô, taxi, các thứ, thuyền bè vân vân thì tất nhiên là đi với đê là bằng rồi. Có trường hợp này thì sao, bạn có đi bộ bao giờ không? À, đi xe hai cẳng đúng không ạ? À, thì chúng ta có đi bộ, từ vựng người ta đưa là gì? Aruite đúng không ạ? Thế có mấy anh nói là đi bằng bộ không? À, không ai nói đi bằng bộ mà chỉ đi bộ không đúng không ạ? Vậy chú ý cho mình nha. Trường hợp đi bộ đi đâu đó chúng ta chỉ có là aruite cộng với cả địa điểm e ikimasu thôi, không có trợ từ đế. Nhớ kỹ, sau aruite không có trợ từ đế nhá. Ví dụ hôm qua tôi đã đi bộ về nhà thì câu này nói như sau. Hôm qua là gì? Kino đúng không ạ? Đi bộ về nhà. Nào, chúng ta có đi bộ về nhà thì tất nhiên đi bộ vẫn là một cái dạng phương tiện đi lại, chỉ cách thức đi lại nên phải để đằng trước cái địa điểm mà đến động từ di chuyển. Vậy chúng ta sẽ cho từ aruite ở trước này. Aruite từ đến về nhà là gì? Uchi e kaerimashita, chưa quá khứ. Cả câu kino aruite không có đế nữa nha, bỏ đế đi. Kino aruite uchi e kaerimashita. Nhớ kỹ, aruite phải bỏ đế, bởi vì không ai dịch là đi bằng bộ cả. Cùng luyện nhanh mẫu vừa rồi bằng cách nói cho mình các câu sau đây nha. Câu 1. Hôm qua tôi đi siêu thị Aeon bằng taxi. Nào, hôm qua tôi đi siêu thị Aeon bằng taxi, cứ lần lượt mà làm thôi. Hôm qua là gì ạ? Kino. Tôi đi siêu thị Aeon bằng taxi thì tiếng Việt nói như vậy, tiếng Nhật sẽ nói ngược lại là gì nhỉ? À, taxi bằng, đúng không ạ? Siêu thị Aeon rồi đến chữ đi. Cụ thể tiếng Nhật sẽ nói là như nào đây? Đi bằng taxi là gì? À, takushi de, trợ từ nha, takushi de. Rồi đi đến siêu thị Aeon, Aeon super e. Và đã đi ikimashita. Kino takushi de Aeon super e ikimashita. Đơn giản đúng không ạ? Ta đi sang tiếp câu số 2, nói cho mình câu sau. Sáng nay tôi đi đến Okinawa bằng tàu thủy. Nào, nói nhanh nào. Sáng nay, kesa, tôi đi đến Okinawa bằng tàu thủy. Cái gì nói trước ạ? À, bằng tàu thủy trước. Tàu thủy là gì? Fune đúng không ạ? Kesa fune, trợ từ de. Fune de. Rồi đến, đi đến Okinawa. À, đến đúng không ạ? Động từ kimasu phải là gì? Okinawa e kimashita. Kesa fune de Okinawa e kimashita. Và hiểu là bây giờ bạn vẫn đang ở Okinawa nha. Thế còn ngày mai tôi sẽ đi bộ đến công ty thì nó như nào ạ? Ngày mai tôi sẽ đi bộ đến công ty, nói nhanh nào. Từ gì nói đầu tiên? À, ashita là ngày mai nói trước đã. Gì nữa nhỉ? Đi bộ đến công ty nói nhanh đúng không? Aruite de. À, cô cố tình lừa em à? Không phải đúng không ạ? Phải là aruite thôi, đi bộ chứ ai nói đi bằng bộ đâu. Vậy không có đế nữa, aruite thôi. Rồi, đến công ty là gì? Đi đến công ty kaisha e ikimasu. Đầy đủ câu ashita aruite kaisha e ikimasu. Ngày mai tôi sẽ đi bộ đến công ty. Đi tiếp bài nào, bởi vì phần vừa rồi quá dễ rồi đúng không ạ? Đi tiếp nào. Bây giờ có hai anh chàng này, một anh chàng đại gia đấy, bóng bẩy kìa, và một anh thư sinh thôi, cùng đến tán cô nàng này mà muốn rủ đi công viên chơi, thì cô ấy mới hỏi như sau. Ngày mai anh đi đến công viên bằng cái gì? Ý là muốn hỏi phương tiện của anh ấy đúng không ạ? Thì cô ấy sẽ hỏi như sau. Ngày mai là gì? Ashita. Ashita bây giờ bằng cái gì? Bằng cái gì thì là đế đúng không? Bằng phương tiện gì đó, phương tiện đế. Bây giờ cái gì là gì? Bài 2 học rồi đúng không ạ? Là gì nhỉ? Nan đúng không ạ? Bài 2 ta học cái gì là nan. Đây là cái gì? Có đều ăn nan desu ka? Nan có nghĩa là cái gì? Thế bây giờ chúng ta sẽ thay cái từ này vào phương tiện đi, sẽ thành là nan đế.
Ashita nande kōen ne ikimasu ka? Ashita nande nan cái gì để bằng kōen ne ikimasu ka? Ý là ngày mai sẽ đi đến công viên bằng cái gì? Trong sách Vinamon Nihongo thì hiện tại vẫn đang ghi cách hỏi đi bằng cái gì đó, tức là hỏi phương tiện là nande. Tuy nhiên, chúng ta cùng theo dõi cho mình trường hợp sau đây. Cô nàng tóc và hoe này đi đến nhà bạn trai, gõ cửa thì anh ấy mở cửa ra và hỏi như sau. Nande koko e kimashita ka? Nande koko e kimashita ka? Thì như mình vừa dịch được cái câu trước là ví dụ ấy, thì nande là gì nhỉ? Bằng cái gì đúng không? Thì anh ấy hỏi cô này sẽ hiểu là gì đây? À, em đi đến đây bằng gì vậy? Đang quan tâm thôi, em đi bộ hay là đi xe taxi? Hay đi cái gì hay ai đèo? Ví dụ như vậy, hỏi về phương tiện của bạn ấy đi đến đây bằng cái gì? Tuy nhiên, trường hợp này bạn ấy lại làm sao kia, biểu cảm làm sao nhỉ? Kiểu bị sốc ấy. Tại sao anh ấy lại nói như vậy? Ô, hỏi phương tiện thì có gì mà nói như vậy? À, trên thực tế thì bạn ấy đã ở Nhật một thời gian, bạn ấy thấy trong điện thoại ấy, thì có một cái rất hay dùng, đó chính là nande bằng với cả why, tức tại sao. Nande trong hội thoại, trong kaiwa thì nande xuất hiện rất nhiều. Nande, 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 tại sao, tại sao, tại sao. Nande sẽ là tại sao bằng cả naze hay doshite mà sau này chúng ta sẽ học. Mai chỉ cần biết nande có nghĩa là tại sao nữa. Vậy nếu thử lắp cho mình chữ tại sao vào câu vừa rồi đi. Nande koko e kimashita ka? Bạn sẽ hiểu tại sao cô ấy lại nói như vậy. À, vì nande còn có nghĩa là tại sao, cho nên nande koko e kimashita ka đang bị hiểu nhầm thành tại sao em lại đến đây vậy. Ô, hay người ta đến thăm anh đúng không ạ, lại đi hỏi là tại sao em lại đến đây vậy, tất nhiên là sốc và buồn lòng rồi. Vậy làm thế nào để giúp chàng trai này đây? À, nếu mà để tránh nhầm nande cho hỏi phương tiện với nande để hỏi tại sao, thì khi đó người ta sẽ chuyển nande thành nani de, nani de. Nhớ nha, để tránh nhầm với cả nande có nghĩa là tại sao, thì chúng ta khi hỏi phương tiện là đi đến đây bằng cái gì sẽ không hỏi giống như trong sách giáo khoa họ đang ghi cho các bạn là nande nữa, mà sẽ hỏi là nani de, nani de. Ví dụ, nani de koko e kimashita ka? Nani de koko e kimashita ka? Sẽ có nghĩa là em đã đi đến đây bằng cái gì vậy? Thực chất, nande koko e kimashita ka không sai. Nande đúng là hỏi là bằng cái gì. Tuy nhiên, vì bị trùng khớp với cả cái cách hỏi tại sao của người Nhật là gì? Nande, nande, nande. Tại sao, tại sao, tại sao? Cho nên là chúng ta sẽ không hỏi nande trong trường hợp này nữa. Sách Minamon Nihongo của chúng ta thì thực ra là được soạn rất là lâu rồi. Đây cũng có thể tính là một cái lỗi sơ suất, nhưng mà người ta vẫn chưa sửa lại. Thì bây giờ mình dạy cho các bạn mình sửa luôn, ta sẽ không theo sách giáo khoa nữa. Riêng trường hợp này chúng mình sẽ đổi luôn thành nani de cho mình. Mình sẽ ghi công thức như vậy và không dùng nande nữa nha. Vậy chúng ta có công thức tổng quan hỏi đi đến đến hay về đâu đó bằng phương tiện gì sẽ là chủ ngữ có hoặc không có cộng với nani de. Nhắc lại, nani de, nani de, nhớ nha, nani de cộng với cả động danh từ địa điểm có hoặc không có và động từ di chuyển. Câu trả lời thì sẽ là gì thôi, danh từ chỉ phương tiện de và động từ di chuyển. Riêng trường hợp gì nhỉ? Trường hợp mà đi bộ thì chúng ta không có đế. Aruite thôi. Ví dụ nhanh nào. Hàng ngày bạn đi đến công ty bằng gì vậy? Hỏi như nào cho mình? Hàng ngày, mainichi, đi đến công ty bằng gì vậy? Chúng ta sẽ có bằng gì nói trước, vậy là nani de. Nhớ nha, nani de, đi đến công ty. Kaisha e ikimasu ka? Mainichi, nani de kaisha e ikimasu ka? Tôi đi bằng tàu điện thì sao? Dễ rồi, tàu điện là gì, cần nhớ từ vựng thôi. Tàu điện là densha, densha, vậy là densha de ikimasu, densha de ikimasu. Còn nếu là tôi đi bộ đi, nhà tôi gần nên tôi đi bộ thôi, sẽ là gì? Aruite de. À, không có de, cũng đừng có lừa nữa, aruite thôi. Aruite ikimasu, tôi đi bộ.
Vậy quay lại trường hợp lúc nãy của hai anh chàng cùng tán một cô nàng á, thì bây giờ thay vì hỏi năn tế sẽ hỏi thành như nào nhỉ? À, ngày mai anh đi đến công viên bằng gì vậy? Sẽ không hỏi là năn đế nữa mà sẽ thành ngày mai ashita nani de kouen ne ikimasu ka? Ashita nani de kouen ne ikimasu ka? Anh đại gia sẽ nói là anh đi bằng ô tô, trả lời như nào nhỉ? Đi bằng ô tô à? Zidōsha de ikimasu. Zidōsha de ikimasu. Ô tô hả? Ừ, cũng được thôi, nhưng mà em không thích. Bây giờ anh kia thì sao? Anh trả lời rằng Zidensha de ikimasu. Anh là sinh viên nghèo thôi, anh chỉ có cái xe đạp trung tình này thôi. Zidensha de ikimasu. Anh đi bằng xe đạp. Cô ấy lại thích cơ để ngồi đằng sau hóng gió, cho nên là không phải cứ ô tô mà thích đâu nha. Nhớ nhé, trợ từ đi sau phương tiện thì sẽ là trợ từ de, còn hỏi đi bằng cái gì sẽ là nani de, nani de. Bây giờ chúng ta cùng đi sang mẫu câu 1.3, đó là mẫu đi với ai. Hai bạn nữ to nhỏ với nhau, bạn nữ mới nói như sau: hôm qua tớ đi thư viện đấy. Bạn kia: đi thì kệ cậu, liên quan gì đến tớ đúng không? Nhưng mà đã nói hết câu đâu, hôm qua tớ đi thư viện với anh Ly đấy. À, đó mới là mấu chốt vấn đề đúng không? Cái anh mà hot boy của trường cơ. Thế thì tiếng Nhật sẽ nói câu đó như sau: Kino ri san to toshokan e ikimashita. Kino ri san to toshokan e ikimashita. Chúng ta nhìn thấy gì đặc biệt chưa ạ? À, chúng ta có đi sang thì là anh Ly rồi, danh từ chỉ người, và đằng sau có trợ từ gì nhỉ? Là trợ từ to. To, trợ từ to thì chúng ta đã gặp nhau rồi, khá là nhiều rồi, là gì nhỉ? To. Trước đây chúng ta học là trợ từ nối hai danh từ đúng không ạ? Thì khi mà A to B sẽ hiểu là A và B. Thế bây giờ to mà ở phía sau là một động từ thì sẽ hiểu là làm gì đấy cùng ai đó. Ở đây chúng ta có động từ đi, vậy sẽ là đi cùng ai đó. Nhắc lại, nếu là hai danh từ nối nhau, A to B sẽ hiểu là A và B. Còn nếu A to rồi đến động từ sẽ hiểu là làm V cùng A, làm V cùng ai đó, cùng với ai đó. Vậy công thức cho phần là đi đến hoặc về đâu đó cùng với một người nào đó sẽ là gì? Đơn giản rồi, chủ ngữ hoặc không có cũng được, cộng với cả gì đây ạ? Danh từ chỉ người, trợ từ to, rồi đến danh từ chỉ địa điểm, ê, động từ di chuyển. Nhớ kỹ, trợ từ sau người đi cùng đây sẽ là trợ từ to, dễ rồi đúng không ạ? To sẽ là đi cùng, cùng với ai đó. Vậy dịch nhanh cho mình câu sau: hàng ngày tôi đi đến trường cùng bạn. Nào, hàng ngày tôi đi đến trường cùng bạn. Hàng ngày là gì? Mai nhì chị. Đi đến trường cùng bạn thì bây giờ cùng bạn phải nói trước đúng không ạ? Sẽ là gì nhỉ? Tomodachi, trợ từ to. Tomodachi to gakkou e ikimasu. Mainichi tomodachi to gakkou e ikimasu. Dễ đúng không ạ? Chỉ cần nhớ to là trợ từ nghĩa là cùng với thôi. Thế còn trường hợp mà đi một mình thì sao nhỉ? Một mình trong từ vựng chúng ta học là gì? Hitori đúng không ạ? Hitori de. Hitori de, thực chất hitori là số đếm một người, còn de ở đây là trợ từ đi kèm. Hitori de cả cụm có nghĩa là một mình. Hitori de, trường hợp mà đi một mình thì liệu có to đằng sau không nhỉ? Có ai nói là đi cùng một mình không? Chỉ nói là đi cùng anh A, đi cùng chị B, đi cùng gia đình, cùng bạn bè, chứ không nói là đi cùng một mình đúng không ạ? Suy ra trường hợp hitori de sẽ không cộng thêm to vào đằng sau nữa nha. Ví dụ, hôm qua tôi đi siêu thị một mình. Hôm qua, kino, tôi đi siêu thị một mình. Một mình là hitori de. Chúng ta sẽ không cộng thêm to nữa, mà chỉ có kết hợp trực tiếp thôi. Hitori de, đi siêu thị, super e. Đã đi rồi, ikimashita. Cả câu, kino, hitori de, super e, ikimashita. Quay lại trường hợp bắt được bị cắm sừng lúc nãy.
Lúc nãy chị đã hỏi được là hôm qua anh đi đâu vậy? Thì anh ấy nói là anh đi nhà anh Nam rồi đúng không? Bây giờ chị muốn hỏi thêm là anh đi cùng với ai thì chị sẽ nói như nào các bạn? Ok, chúng ta đi tiếp bài nào. Quay lại tình huống lúc nãy của cái vụ mà bắt cắm rừng ý, bắt được lén phán cắm rừng ý. Thì lúc nãy chị đã hỏi được anh ấy là anh tối qua anh đi đâu vậy rồi. Bây giờ chị mới hỏi là anh đi với ai thì sao? Bởi vì là bắt gặp với một người con gái cơ. Thì anh đi với ai nào chúng ta chưa học nên phân tích cho mình nha. Đi với ai? Ai là gì? Học bài 2 rồi. Ai là dare đúng không? Vậy thay vào được chưa? À, chỉ cần đơn giản thay dare vào cái phần danh từ chỉ người thôi, cộng đôi câu hỏi thêm ka. Vậy là dare to đã đi ikimashita ka? Dare to ikimashita ka? Anh đã đi với ai vậy? Cách tạo câu hỏi với ai, đi với ai, đến với ai, về với ai. Đơn giản ai là gì? Dare. Trợ từ vẫn là to. Dare to, động từ di chuyển về masu ka. Câu trả lời thì đơn giản thôi đúng không ạ? Đi với ai thì nói ra là danh từ chỉ người đó cộng to và từ đi. Ví dụ anh đi với anh Wang sẽ là gì nhỉ? Wang san to ikimashita. Wang san to ikimashita. Còn nếu đi một mình thì sao các bạn? À, đi một mình thì nói là gì? Hitori de ikimashita. Hitori de ikimashita. Không có tố nữa đâu nha. Suy ra công thức tổng quát của phần hỏi đi đâu đó với ai sẽ là gì? À, dare to n địa điểm e, động từ di chuyển đuôi hỏi ka. S đi đến hoặc về đâu đó cùng ai. Cách trả lời thì nếu là đi cùng ai đó sẽ là danh từ chỉ người đó cộng to và động từ di chuyển bê xuống. Còn nếu đi một mình thì nhớ cho mình là không có cộng với kèm to nữa, vì hitori de là cụm đi một mình rồi. Lại nói nhanh cho mình câu sau nào. Năm sau bạn sẽ đi Nhật cùng với ai vậy? Hỏi nhanh nào. Năm sau right nên bạn sẽ đi Nhật cùng ai? Dare to đi Nhật. Nihon e ikimasu ka? Rai nen dare to nihon e ikimasu ka? Tôi đi với gia đình. À, kazoku to ikimasu. Kazoku to ikimasu. Tiếp nào, thế bây giờ mình muốn nói là tối hôm qua tớ đã đi đến thư viện bằng xe ô tô cùng anh Ly thì sao? Kết hợp cả phương tiện đi lại lẫn người đi cùng, lẫn địa điểm di chuyển và động từ di chuyển. Kết hợp đủ hết tất cả ngữ pháp chúng ta vừa học vào một câu thì thế nào? À, về cơ bản thì vẫn là gì thôi, cứ nói đúng theo ngữ pháp thôi. Đi đến đâu thì là địa điểm e, ikimasu. Bằng cái gì? Danh từ chỉ phương tiện cộng de. Và với ai? Danh từ chỉ người cộng to. Bây giờ chỉ quan trọng là trật tự từ của chúng thôi đúng không? Trên thực tế thì nếu mà bạn nói để phương tiện trước hay người trước đều sẽ được, người ta vẫn sẽ hiểu câu. Gần như kiểu là bạn muốn nhấn cái gì trước thì bạn để trước thôi. À, còn về mặt gọi là sắp xếp logic đơn giản cho cái mẫu này thì có thể bạn sẽ tuân theo quy trình sau đây. Đó là chúng ta sẽ có đi cùng ai được nhắc trước. Bởi vì trên tiếng Việt mình này, nhìn tiếng Việt này. Hôm qua tớ đi đến thư viện bằng xe ô tô cùng anh Ly. Thì cái gì đang nói cuối cùng đây? Anh Ly. Tiếp. À, bằng xe ô tô đi thư viện đúng không? Vậy tiếng Việt và tiếng Nhật hay ngược nhau ấy. Chứ ra chúng ta sẽ nói gì đầu tiên? À, đi cùng anh Ly đầu tiên. Các bạn hình dung chưa nào? Chúng ta sẽ nói đi cùng anh Ly đầu tiên, rồi đến bằng ô tô, rồi mới đến là đi đến thư viện. Tất nhiên trạng từ thời gian là tối qua vẫn phải đứng đầu câu rồi. Vậy làm nhanh nào. Hôm qua là gì? Kino. Cùng anh Ly à, Ri sang to bằng ô tô. Jidosha de đi đến thư viện. Toshokan e ikimasu. Shita và shita nha, bởi vì là quá khứ mà. Nhắc lại cả câu. Kino ri san to jidosha de toshokan e ikimashita. Nhớ cùng ai sẽ nói trước, rồi đến phương tiện, rồi đến địa điểm và đến động từ di chuyển. Và nhớ thêm trợ từ nào sau danh từ chỉ người là đi cùng ai đó thì luôn là trợ từ to, bằng phương tiện gì đó là trợ từ de, và đi đến đâu, hướng đến đâu sẽ là trợ từ e.
đi cùng cái gì, rồi đến đi bằng cái gì và đi đến địa điểm nào. Tiếp tục nào, trong câu hỏi thì có hỏi cùng lúc hai yếu tố là bằng gì và với ai được không? À có nha các bạn. Ví dụ trường hợp sau đây. Một bạn này nghe nói bạn kia hôm qua, tối qua vừa đi đến Okinawa xong thì mới hỏi là hôm qua bạn đi đến Okinawa bằng gì, với ai vậy? Thì chúng ta đơn giản là chỉ thay các dữ kiện theo trình tự thôi. Chẳng qua là thay từ nghi vấn vào là xong đúng không ạ? Hôm qua vẫn là Kino. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi gì trước? Đi với ai trước hay bằng phương tiện gì trước? À đi với ai trước nha. Đi với ai là gì? Dare to. Bằng phương tiện gì? Nani de. Rồi còn lại à Okinawa e ikimashita ga. Kino dare to nani de Okinawa e ikimashita ga? Kino dare to nani de Okinawa e ikimashita ga? Cứ lần lượt thôi đúng không ạ? Hôm qua bạn đã đi đến Okinawa bằng gì, với ai thì chúng ta phải hỏi với ai trước? Dare to bằng gì nani de? Còn cái cụm đi đến Okinawa thì chỉ là câu hỏi thôi, vẫn nói bình thường là Okinawa e ikimashita ga? Thế là xong. Trả lời tôi đi bằng máy bay cùng với anh Ly. Đính chính một chút, thực ra hình thì không phải cái máy bay mà là cái trực thăng. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta hiểu nó là máy bay đi vì các bạn học cái từ vựng máy bay rồi. Nào câu này nói như thế nào, cái gì nói trước? À với anh Ly nói trước được không ạ? Vậy là ri san to gì nữa bằng máy bay hikoki de đi ikimashita, đã đi rồi mà. Ri san to hikoki de ikimashita. Cùng nhẩm lại nào, chúng ta học hôm nay là bài về mẫu câu di chuyển. Đầu tiên là đi đến một địa điểm nào đó thì chúng ta sẽ có luôn có trợ từ là gì? E. Nhớ nha, địa điểm e động từ di chuyển. Ikimasu, kimasu hoặc kaerimasu. Hỏi đi đâu thì từ để hỏi luôn là doko e. Doko e ikimasu ka? Đi đâu vậy? Thế còn bằng phương tiện gì thì sao? Trợ từ luôn là trợ từ de. Nhớ nha, bằng phương tiện gì sẽ là trợ từ de. Câu hỏi nhỉ? Bằng cái gì? À, nani de. Nói nani de chứ không nói nan de, để tránh nhầm với cả câu hỏi tại sao. Tiếp tục chúng ta có với ai thì sao nhỉ? Với một người nào đó luôn trợ từ luôn là to. Còn từ để hỏi là dare to. Dare to là với ai. Vậy nếu là bài tập sắp xếp câu thì các bạn sẽ sắp xếp câu này thế nào? Chúng ta nhớ là trật tự như nào nhỉ? Chúng ta sẽ nói người đi cùng trước, trợ từ to, rồi đến phương tiện, trợ từ de, rồi danh từ chỉ địa điểm, trợ từ e và về di chuyển. Vậy có xếp nhanh được câu này không? À, chúng ta nhìn thấy danh từ chỉ người đây là gì ạ? Đi sằng đúng không ạ? Anh Ly. Thì phải đến trợ từ gì? To. Tiếp theo, bây giờ mình cung cấp từ vựng nha. Cái xe máy là bai cự. Bai cự nghĩa là xe máy nhé. Vậy là bai cự trợ từ de. Rồi đến gì nữa kìa? À, địa điểm toshokan trợ từ e và động từ ikimasu. Cả câu ri san to bai cự de toshokan e ikimasu, đi đến thư viện bằng xe máy cùng với cả anh Ly. Tức là chúng ta sẽ xếp gì ạ? Theo trật tự là với ai đó trước, bằng phương tiện gì sau, rồi đến cuối cùng là đi đến địa điểm nào đó. Trong bài tập có vài phần liên quan đến karamade, cho nên mình sẽ nhắc một chút phần mở rộng liên quan đến karamade. Nào, chúng ta học bài 4 rồi, karamade có nghĩa là gì? Từ và đến. Ở bài 4 chúng ta quan tâm đến phạm trù là từ mấy giờ đến mấy giờ và từ thứ mấy đến thứ mấy, đúng không? Mình cũng có đề cập ở bài 4 rồi là ngoài cái chỉ phạm trù từ mốc này đến mốc kia của thời gian ra thì còn nói đến mốc gì ạ? Không gian từ địa điểm A đến địa điểm B nữa. Ví dụ từ nhà đến trường đại học, nhà là uchi, vậy là uchikara trường đại học daigaku, daigaku made, uchikara daigaku made, từ nhà đến trường. Hôm nay chúng ta học mẫu câu di chuyển cho nên cũng có thể ứng dụng một cách mở rộng câu thêm từ phần này. Không chỉ cần nói là e nữa mà có thể có cách nói với cả karamade. Ví dụ, hôm qua tôi đi bộ từ công ty về nhà. À, muốn nhấn mạnh cái địa điểm bắt đầu đi nữa là từ công ty về nhà thì nói ra sao? Trước tiên nói cho mình những điều bạn đã có thể nói được đã. Hôm qua là gì? Kino.
đi bộ về nhà nó được chưa? Nó được rồi. Đi bộ về nhà là gì? 歩いて 家へ帰りました. Hôm qua mà đúng không ạ? Nhắc lại, chúng ta đã có thể nói được 昨日 hôm qua 歩いて đi bộ 家へ帰りました. Về nhà. Hôm qua đi bộ về nhà, bây giờ chỉ có là từ công ty thôi đúng không? Thì bây giờ từ là gì đã? から, công ty 会社. 会社 から, đúng không ạ? Bây giờ để vào đâu là xong đúng không ạ? Chúng ta sẽ để ở phía đầu của câu. Đi bộ từ công ty về nhà thì bạn sẽ nói là 昨日 会社 から歩いて 家へ帰りました. Nhắc lại câu 昨日 会社 から歩いて 家へ帰りました. Tức nếu bạn muốn nói thêm cái địa điểm bắt đầu đi xuất phát đó thì chúng ta sẽ nói cái địa điểm đó cộng から. Mở rộng cho các bạn thêm một cách nói câu với から mà để như sau. Đi máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng hết bao nhiêu tiền? Đi máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng hết bao nhiêu tiền? Nói như nào câu này bây giờ nhỉ? À, chúng ta nhớ lại bài số 3 xem hỏi bao nhiêu tiền là gì đã? À, いくら desu ka đúng không ạ? Bây giờ còn các dữ kiện là đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng nữa thôi. Đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Như các cái mẫu câu lúc chúng ta học thì đáng nhẽ cái địa điểm ấy thì sẽ ở sau cái danh từ chỉ phương tiện đúng không ạ? Ví dụ như là đi đến trường bằng xe buýt sẽ là basu de rồi mới đến chữ trường. Tuy nhiên trong trường hợp này đây là câu danh từ, chúng ta không có cái động từ đi đến về cuối câu nữa. Nên các bạn sẽ để cái cụm karamade phía đầu câu cho mình nha. Từ đâu đến đâu bằng cái gì hết bao nhiêu tiền, câu danh từ thôi. Vậy là gì nhỉ? Từ Hà Nội vào Đà Nẵng nó như nào đã? Hà Nội から Đà Nẵng mà đế, đúng không ạ? Kara mà từ Đà mà đế đến Hà Nội から Đà Nẵng mà đế. Bây giờ bằng máy bay à? Hikoki de, vẫn là bằng là chữ de thôi. Hikoki de hết bao tiền? Ikura desu ka? Hà Nội から Đà Nẵng mà đế hikoki de ikura desu ka? Đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng bằng máy bay hết bao nhiêu tiền ạ? Mình chỉ giới thiệu sơ qua phần mở rộng như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện các mẫu câu đã học phía trước đó bằng cách là làm cho mình bài tập sao sau đây nha. Bài tập tìm sao, tìm đáp án cho hình sao là sao. Mình từ bây giờ sẽ cố gắng bài nào cũng sẽ có dạng bài tập này đi kèm, có thể là trong phần luyện tập, có thể là trong phần bài tập về nhà. Miễn là sẽ có dạng này đưa vào để làm gì, để giúp cho các bạn quen hơn với dạng bài tập này. Dạng bài tập này là bài tập xuất hiện ở đâu? Là xuất hiện rất nhiều, kiểu gì cũng sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Nhật. Các cái loại như NATET hay là GLPT đều có dạng này cả. Thực ra phần này nếu biết cách làm rất là dễ để ăn điểm cho bạn đẹp 100%, kể cả bạn chưa biết từ vựng hay là ngữ pháp của câu đi chăng nữa. Nó sẽ có những cái mẹo làm. Tuy nhiên bây giờ chúng ta mới học ngữ pháp quá cho nên là mình chưa giới thiệu mẹo được, vì phải hiểu vấn đề đã cơ thì mới giới thiệu mẹo được. Biện pháp của mình bây giờ là chúng ta sẽ đi cùng nhau hàng ngày, tức là bài nào cũng sẽ có bài tập điền từ sao để cho bạn gặp nhiều cho nó quen. Còn khi mà chúng ta đã học tương đối ngữ pháp rồi thì mình sẽ hướng dẫn mẹo làm bài tập sao nha. Bài tập sao nghĩa là như thế nào? Trên đầu bài họ sẽ đưa ra cho các bạn một cái câu phía trên là có 4 cái gạch chân, tức là gần như bạn sắp xếp câu ấy mà. Bạn sắp xếp các đáp án ở phía dưới lên trên câu sao cho câu thành câu hoàn chỉnh, và bạn sẽ chọn đáp án mà đúng vào cái vị trí từ sao người ta đưa ra. Ví dụ này, đi hẳn vào ví dụ cho dễ nói nha. Mình có một câu như sau. Dữ kiện đưa ra người ta có trên câu trên chỉ có là Maya sa tomodachi, rồi 4 gạch chân tương đương với cả 4 đáp án ở dưới, rồi động từ cuối cùng là ikimasu. Và người ta vẽ cho bạn hình sao ở vị trí gạch chân số 2. Điều các bạn cần làm bây giờ là gì? Các bạn sẽ nhặt 4 đáp án ở trên lên xếp. Ví dụ 4321, 1234, 3241 vân vân. Tức là xếp lần lượt để tạo thành câu hoàn chỉnh ở câu trên. Nếu như sao rơi vào đáp án nào thì chúng ta sẽ khoanh tròn đáp án đó. Cụ thể câu này chúng ta có dữ kiện sẵn là gì đây? Maya sa tomodachi và cuối cùng là ikimasu. Có những bài họ còn không có từ nào cuối đuôi, nói chung là họ cho bao nhiêu trên dữ kiện đầu bài là tùy vào đề, không có quy tắc bắt buộc. Miễn làm sao bạn nhận diện được để xếp được vị trí của câu lên mà không gặp chặn rắc rối mấy, tức là không có phát sinh lỗi sai trong câu là được. Để làm được bài này chúng ta phải đọc các đáp án ở bên dưới xem người ta đưa ra những gì. Sau đó khi học ngữ pháp được nhiều hơn rồi thì các bạn sẽ hiểu được là trật tự từ, vị trí các từ, ví dụ như là
Động từ tính từ phó từ thì cái gì phải đứng trước, cái gì phải đứng sau. Rồi là các công thức có thể nối nhau như thế nào thì sau này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sau nhé. Bây giờ thì cứ sắp xếp lần lượt này. Bây giờ chúng ta có mai xạ là gì? Hàng sáng tomoachi là bạn. Động từ câu là ikimasu đúng không ạ? Ở dưới dữ kiện thì có những gì đấy ạ? Đáp án có câu số 1 là gì nhỉ? Bác sự là gì ạ? Service đúng không ạ? Phương tiện. Câu 2 là trợ từ tô. Tô có nghĩa là gì? Và. Câu 3 là trợ từ đệ, nghĩa là gì nhỉ? Bằng. Và câu 4 là gạc cộ. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn này, chúng ta sẽ làm thế nào giảm thiểu được hết sức cái phần lựa chọn đáp án, tức là cái gì có thể xếp chắc chắn vào đâu thì phải xếp luôn. Là sao? Ví dụ chúng ta nhìn này, cuối câu là có e ikimasu. Chữ e chắc chắn phải là gì nhỉ? Là một danh từ chỉ địa điểm. Cái nào trong 4 đáp án là danh từ chỉ địa điểm các bạn? À, chỉ có gì thôi. Đáp án số 4 là gặp cô, trường học là danh từ chỉ địa điểm đấy đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ điền luôn vị trí số 4 vào cái sát cái cuối cùng trước đã. Tiếp theo này, tomodachi là bạn, danh từ chỉ người. Bài này chúng ta mới học những dữ kiện đó thôi thì chắc chắn là danh từ chỉ người phải đi với gì ở được đáp án rồi, là gì tô đúng không ạ? Cùng với bạn. Rồi còn lại bác sự và đê thì chắc chắn bác sự xếp trước đế rồi. Vậy chúng ta có đáp án xếp lần lượt là 2, 1, 3, 4. Sao đang rơi ở vị trí số mấy ạ? À, 1, cho nên chúng ta sẽ khoanh đáp án là vào đáp án số 1. Ba sự, các bạn hiểu cách làm chưa? Chúng ta đi tiếp thử vài câu nữa nhé. Câu số 2, đầu bài đưa dữ kiện là kesa, nghĩa là gì? Sáng nay. Cái gì đó? E kimashita ka? Câu hỏi rồi. Bây giờ nhìn nhanh 4 đáp án nào. Chúng ta có uchi là gì? Nhà. Dare? Ai? I san no? Của anh y. Tô là cùng. Lại nhìn nhanh nào, chúng ta có cuối câu đang là e kimashita, chắc chắn trước e phải là một danh từ chỉ địa điểm. Đâu là danh từ chỉ địa điểm trong 4 đáp án? À, số mấy ạ? Số 1 điền lên đây đúng không ạ? Là uchi là nhà mà. Thế còn lại các dữ kiện dare, isang no và tô thì chúng ta có isang no. No là một cái trợ từ luôn đi kèm giữa hai danh từ để bổ nghĩa cho nhau đúng không ạ? Vậy no có thể nối với gì, dare hay với tô không? Không. Nối với gì? Nối với uchi đúng không ạ? À, y sang no uchi tức là nhà của anh y, nghe hợp lý rồi đó. Và chúng ta điền số 3 trước số 1. Ra được đáp án chưa? À, ra luôn được rồi. Nhưng để an toàn chúng ta vẫn làm hết cho chắc. Các bạn đi thi cũng nên như vậy. Nhiều khi chúng ta có thể điền trúng đáp án luôn được, nhưng vẫn nên test lại cả câu cho chắc nếu như có thời gian nha. Còn lại dare và to. Rõ ý quá rồi đúng không ạ? Dare to. Vậy là cả câu kesa dare to isang no uchi e ikimashita ka, tức là akimashita ka, tức là sáng nay bạn đến nhà anh y cùng ai vậy? Nhớ nha, sau khi sắp xếp xong nên dịch lại câu. Nếu dịch câu mà thấy đúng thì tức là ok. Còn nếu dịch câu mà thấy sai sai, chứng tỏ bạn làm nhầm mất rồi. Chúng ta đi tiếp thử một câu nữa nhé. À quên, vừa rồi câu vừa rồi là đáp án mấy đã? À sao rơi vào vị trí số 3, nên chúng ta sẽ khoanh đáp án 3 là đáp án đúng của câu vừa rồi. Câu tiếp nào. Kino no, cái gì đó, ... Rồi ở cuối cho dữ kiện gì đây ạ? Uchi e kaerimashita, về nhà, tối qua về nhà. Bây giờ nhìn đáp án xem nào. Đáp án chúng ta có eki. Eki là gì? Nhà ga. Aruite là gì ạ? Đi bộ. Kara, từ. Còn lại là băng là gì nhỉ? Tối. Bây giờ điền được cái gì đầu tiên cho các bạn? À, chúng ta có kino no thì chắc chắn phải là một danh từ rồi. Vậy là gì nhỉ? Mà danh từ phải là danh từ chỉ thời gian nữa, là kino no băng, có thể điền ngay được đáp án số 4 lên vị trí số 1. Bây giờ còn lại các dữ kiện eki, aruite và kara thì chắc chắn eki đi với kara đúng không ạ? 1 sẽ rồi đến 3, sau đó mới đến 2. Vậy cả câu được là gì? Vị trí là 4, 1, 3, 2. Bây giờ thử dịch lại câu nha. Kino no ban, eki kara aruite uchi e kaerimashita. Nghĩa là gì nhỉ? Tối hôm qua tôi đã đi bộ từ nhà ga về nhà, đúng chưa? Đúng luôn rồi. Vậy đáp án là số 2 đúng không ạ?
Thực ra câu này mình để như cũng hơi nguy hiểm vì cũng có thể trong hội thoại có thể nói ngược là gì đi bộ rồi mới đến từ nhà ga về nhà. Vẫn đúng nhưng mà đúng hơn hẳn thì vẫn là phương án vừa rồi. Chúng ta sẽ cho từ nhà ga trước rồi đến chữ đi bộ sau nha. Câu số 4 nào. Ô tô tôi rồi đến 4 đáp án. Nara e ikimashita ka? Hôm kia đi đến Nara, câu hỏi. Đáp án chúng ta có tô là gì? Cùng với nani gì? Dare ai và de là bằng. Xếp được luôn câu này chưa? Ý là gì? Đi cùng với ai và bằng cái gì đúng không ạ? Cùng ai? Dare to. Bằng gì? Nani de. Xếp lên câu sẽ là 3, 1, 2, 4. Sao rơi vào vị trí số 1 cho nên sẽ chọn đáp án 1. Dịch lại cả câu cho an toàn nào. Oto toi dare to nani de. Nara e ikimashita ka? Tức là hôm kia bạn đi đến Nara bằng gì, cùng ai thế? Rồi, đã đi rất là chi tiết phần này rồi, cho nên các bạn sẽ thực hành thêm, tự mình đặt các câu bằng các mẫu đã học nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang một phạm trù mới. Chắc là các bạn học từ vựng bài số 5 sẽ rất oải với phần gì nhỉ? À, phần đếm ngày. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10, rồi lại 14, 20, 24 nữa. Khá là khó nhớ đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách đếm không chỉ phần ngày đó mà cả tháng, năm trong tiếng Nhật, xem là người Nhật nói ngày, tháng, năm như thế nào nhá. A. Đếm ngày. Đếm ngày trong tiếng Nhật, dù các bạn học từ mùng 1 đến mùng 10 thì chủ yếu thấy đọc là ka. Nhưng mà thực tế thì đôi đếm ngày trong tiếng Nhật là Nichi nha các bạn. Nichi vẫn chữ Hán như vậy, chữ Nhật như hình vẽ. Khuyên các bạn là chúng ta sẽ học trước chữ Hán này cho mình là cách viết như vậy, hình chữ Nhật. Đó có nghĩa là ngày. Nhắc lại, đôi đếm ngày trong tiếng Nhật là chữ Hán như thế, chủ yếu đọc là Nichi. Tại sao mình nói là chủ yếu? Bởi vì các cái số bình thường không tính trong phạm trù từ 1 đến 10, 14, 24 thì đều đọc là Nichi cả. Ví dụ 12 là Juni thì ngày 12 sẽ là Juni Nichi. Nhắc lại 12 là Juni, ngày 12 sẽ là Juni Nichi. Không chỉ ngày 12 mà chúng ta có thể nhớ luôn, đỡ phải học, đó là 12 ngày cũng là Juni Nichi nha. Sau này học về lượng từ chỉ khoảng thời gian thì sẽ học sau, học lại. Nhưng bây giờ cứ nhớ trước cho mình là trong cái phần đếm ngày này thì ngày bao nhiêu và bao nhiêu ngày bằng nhau, trừ trường hợp ngày mùng 1 thôi, lát mình sẽ nói sau. Nhắc lại, Juni Nichi có nghĩa là ngày 12 hoặc 12 ngày. Hay ví dụ như 30 nào, 30 là xong Ju. Vậy ngày 30 hoặc 30 ngày sẽ nói như nào các bạn? À, thêm chữ Nichi vào sau thôi là xong Juni Nichi. Xong Juni Nichi. Chủ yếu là số thứ tự cộng đôi Nichi như vậy. Tất nhiên là đếm số nào thì đa phần đều có trường đặc biệt, chỉ là trường hợp đặc biệt của phần đếm ngày này nhiều quá thôi. Chúng ta có trong tiếng Việt mình ý, thì từ 1 đến 10 thì thường là chúng ta thêm chữ gì nhỉ? Mùng 1 đúng không ạ? Không ai nói là mùng ngày 11 cả mà là ngày mùng 1, ngày mùng 2 hoặc là mồng. Thì tiếng Nhật chúng ta cũng coi như thế đi. Tức là từ phạm trù 1 đến 10, ngày mùng 1 đến mùng 10 sẽ đọc khác biệt các ngày khác. Cụ thể là như từ vựng các bạn đã xem trong sách giáo sách từ vựng ý ạ. Không chỉ có mùng 1 đến mùng 10 mà chúng ta có các cái ngày chứa đôi 4 như ngày 14 hay 24 cũng sẽ đặc biệt. Ngoài ra thì có một chút đặc biệt nữa, đó là các ngày chứa số đôi 7 và 9 cũng sẽ không đọc là nana hay kyu. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết các trường hợp đặc biệt này nào. Những bạn nào đã học từ vựng phần này rồi thì chắc là nhớ luôn được rồi. Bạn nào mà chưa học thì học luôn cho mình đi nha. Ngày mùng 1 sẽ là gì nhỉ? À, tsuitachi. Tsuitachi, mùng 1, tsuitachi. Như mình vừa nói, đa phần thì ngày bao nhiêu và bao nhiêu ngày trong tiếng Nhật sẽ bằng nhau, nói y hệt nhau. Ví dụ ngày 12 với 12 ngày là 1, thì có một trường hợp đặc biệt duy nhất, đó là ngày mùng 1 và một ngày đọc khác nhau. Nếu ngày mùng 1 đọc là tsuitachi thì một ngày lại là ichinichi. Ichinichi, chữ Hán giống nhau nhưng cách đọc khác nhau.
Ngày mùng 1, tsuitachi, nhưng một ngày lại là ichinichi. Ichinichi, chỉ có một trường hợp này như vậy thôi nha. Nhắc lại, ngày mùng 1, tsuitachi, một ngày, ichinichi. Còn từ mùng 2 trở đi là ngày bao nhiêu và bao nhiêu ngày bằng nhau. Ngày mùng 2 hay 2 ngày đều là futsuka, futsuka. Futsuka là ngày mùng 2 hoặc 2 ngày. Ngày mùng 3 hoặc 3 ngày là mikka, mikka. Mikka, ngày mùng 3 hoặc 3 ngày. Ngày mùng 4 hoặc 4 ngày là yokka, yokka. Tạm bỏ qua cái một ngày là ichinichi, chúng ta chỉ quan tâm đến ngày bao nhiêu hôm nay thôi nha. Đọc lại cho mình từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 nào. Mùng 1, tsuitachi, 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 mùng 1. Mùng 2, futsuka, futsuka, futsuka. Mùng 3, mikka, mikka, mikka. Mùng 4, yokka, yokka, yokka. Tsuitachi, futsuka, mikka, yokka. Đi tiếp, ngày mùng 5 là gì ạ? Ai học từ vựng rồi có nhớ không? À, ngày mùng 5 với 5 ngày bằng nhau và là itsuka, itsuka. Đọc là itsuka cho mình thay vì là itsuka nhé. Vì sau này học từ để hỏi sẽ có một từ là itsuka, là một ngày nào đó, một khi nào đó. Đọc cho mình là itsuka, itsuka để tránh nhầm nha. Itsuka, ngày mùng 5 hoặc 5 ngày. Ngày mùng 6, muika, muika. Mùng 6 và 6 ngày cũng bằng nhau. Ngày mùng 6 hoặc 6 ngày là muika, muika. Ngày mùng 7, nanoka, nanoka. Ngày mùng 7 hoặc 7 ngày, nanoka, nanoka. Ngày mùng 8 và 8 ngày bằng nhau là yoka, yoka. Cẩn thận trường này rất nhiều bạn nhầm với ngày mùng 4. Mùng 4 là gì? Yoka cơ nha. Còn mùng 8 là yoka, nhớ kỹ. Yoka là mùng 8. Ngày mùng 9 là kokonoka, kokonoka. Nhắc lại, kokonoka, ngày mùng 9 hoặc 9 ngày. Ngày mùng 10, toka, toka. Ngày mùng 10 hoặc 10 ngày đọc là toka, toka, chú ý. Trường này đặc biệt, nếu khi viết mà không để ý sẽ viết sai. Chúng ta có toka ở đây thì trường âm của hàng to không phải là chữ ư mà lại là chữ ô, cái gốc nguyên thủy của cái trường âm đó, đúng không ạ? Nhắc lại nhớ, tô cả đây là tô ô cả, chứ không phải tô ư cả đâu nha. Viết cho chuẩn ạ, tô cả. Ngoài từ mùng 1 đến mùng 10 này ra thì trong một ngày nữa đặc biệt đó là ngày 20. Chúng ta sẽ đọc là hatsuka, 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 nghĩa là ngày 20 hoặc 20 ngày. Ok, nhắc lại chúng ta sẽ bỏ qua phần bao nhiêu ngày để tránh cái thượng ichinichi bị nhắc lại ra. Bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến là ngày bao nhiêu thôi. Vậy cùng mình đọc từ ngày mùng 1 đến mùng 10 và ngày 20 nào. Chúng ta có mùng 1, tsuitachi, tsuitachi. Mùng 2, futsuka, futsuka. Mùng 3, mikka, mikka. Mùng 4, yokka, yokka. Mùng 5, itsuka, itsuka. Mùng 6, muika, muika. Mùng 7, nanoka, nanoka. Mùng 8, yoka, yoka. Mùng 9, kokonoka, kokonoka. Mùng 10, toka, toka. Và ngày 20, hatsuka, hatsuka. Nhắc lại, các trường hợp từ ngày mùng 2 đổ ra thì ngày mùng mấy và mấy ngày bằng nhau. Còn riêng trường hợp ngày mùng 1 khác một ngày. Ngày mùng 1 là tsuitachi thì một ngày là ichinichi. Nhắc lại cho các bạn nhớ đã nhé. Vì phần này nằm trong mục từ vựng bài số 5 là các bạn đã thuộc trước khi học bài ngữ pháp rồi. Cho nên là mình sẽ không đi quá sâu vào phần này mà chúng ta sẽ test luôn. Đọc cho mình các ngày sau đây. Nào, mùng 6 nào. Mùng 6 đọc là gì nhanh ạ? 6 là muika, muika. Mùng 3 thì sao? Mùng 3 là gì ạ? À, mikka, mikka. Ngày mùng 5 là gì nhỉ? Itsuka, itsuka.
Thế ngày mùng 1 là tsuitachi, tsuitachi. Ngày mùng 7 nanoka, nanoka. Ngày mùng 9 là gì ạ? Là kokonoka, kokonoka. Thế ngày mùng 2 là gì ạ? Là futsuka, futsuka. Ngày mùng 10 thì sao? Tô cả, tô ư cả. Không phải là tô ô nha. Tô cả, tô cả. Ngày mùng 4, dọc cả, dọc cả. Ngày mùng 8 thì là gì nhỉ? Dô cả, dô cả. Ngày 20 thì sao ạ? Ta có 20 tuổi là hatachi, còn ngày 20 là hatsuka, hatsuka. Rồi phần này các bạn tự nhẩm lại đến khi thuộc nha. Chúng ta học từ mới đã có rồi thì mình chỉ nhắc qua lại phần đó như vậy thôi. Tất cả đều là các trường đặc biệt từ mùng 1 đến mùng 10 ngày 20. Ngoài ra thì chúng ta có thêm các trường đặc biệt sau đây. Đó là các ngày chứa đôi 4 như là 14 hay 24. Riêng trường hợp ngày mùng 4 là dọc cả thì đổi sang ngày 24 hay ngày 14 cũng sẽ đổi theo. Cụ thể ngày 14 sẽ không phải là diêu dông Nichi mà sẽ là diêu dọc cả, diêu dọc cả. Tương tự ngày 24 sẽ không phải là ni diêu dông Nichi mà sẽ là ni diêu dọc cả, ni diêu dọc cả. Trong từ vựng cũng có đề cập hai từ này rồi đúng không ạ? Nhắc lại, ngày 14 là diêu dọc cả, diêu dọc cả. Ngày 24 ni diêu dọc cả, ni diêu dọc cả. Chú ý là chỉ có trường mùng 4 như vậy thôi, chứ không phải là ví dụ như ngày 18 là ngày mùng 8 là yoka mà 18 là jiu yoka đâu nha. 18 chỉ là jiu hachinichi bình thường thôi. Trước trường số 4 này thì đổi sang 14 và 24 cũng sẽ kéo theo cái cách nói theo ngày mùng 4 là yoka thành jiu yoka và ni jiu yoka. Nhìn chung thì sau cái số 10, ngày mùng 10 thì các ngày còn lại đều sẽ là số thứ tự cộng nichi. Ví dụ ngày 11 là jiu ichi nichi, ngày 12 jiu ni nichi, ngày 13 jiu sang nichi, chỉ có ngày 14 như vừa rồi mình nói đó. Còn đâu tiếp tục chúng ta có thêm đuôi 7 và 9. 17 sẽ không phải là jiu nana mà sẽ thành jiu shichi nichi. Còn nếu cách đọc khác của số 7 không ạ là shichi đúng không? Jiu shichi nichi nhớ cho mình nha. Tương tự 27 sẽ thành ni jiu shichi nichi. Ni jiu shichi nichi là 27. 19 cũng thế, 19 không phải là jiu kyu nichi mà các bạn sẽ đổi thành nếu 7 cách đọc khác là shichi thì 9 cách đọc khác là gì ạ? Cư, vậy là jiu kyu nichi nha. 19 là jiu kyu nichi, tương tự 29 là ni jiu kyu nichi. Đó, ngoài nhớ trường hợp từ ngày mùng 1 đến mùng 10 cộng với ngày 20 thì nhớ thêm cho mình 6 trường hợp này. Đó là ngày 14, ngày 24 đọc theo đuôi dọc cả. Ngày 17 và 27 đọc thành đuôi shichi nichi và ngày 19, 29 là đuôi kū nichi nha các bạn. Kiểm lại nào, đọc cho mình các ngày sau đây. Ngày 11, 11 đọc bình thường thôi là gì ạ? Jiu ichi nichi, số thứ tự cộng đuôi nichi, jiu ichi nichi. Thế ngày 20, 20 là gì ạ? Hatsuka, hatsuka. Thế ngày mùng 8 là gì ạ? Là yoka, yoka. Ngày 24 có phải là ni jiu yong nichi không? Vừa mới học xong phải là gì nhỉ? Ni jiu yok ka, ni jiu yok ka. Ngày mùng 6 là mươi ka, mươi ka. Ngày 17 thì sao? Là gì nhỉ? Jiu shichi nichi, jiu shichi nichi. Ngày mùng 10 tô ka, tô ka. Thế ngày 29 là gì ạ? Nijiu kyu không là Nijiu kū nichi, Nijiu kū nichi. Ngày 31 đọc bình thường thôi đúng không? Là gì nhỉ? Sangjiu ichi nichi, Sangjiu ichi nichi. Thế ngày mùng 1 là gì ạ? Tsuitachi, Tsuitachi. Ngày mùng 5 thì sao? Nhớ chưa ạ? Là gì nhỉ? Itsuka, Itsuka. Ngày 14 thì là jiu yok ka, jiu yok ka. Ok, các bạn tự nhẩm lại nhá. Thi thoảng vui vui ra bóc tô lịch rồi đếm ngày.
Hoặc là nói ngày sinh nhật của các bạn thì các bạn nói ngày trước đi, chúng ta sẽ học tháng sau nói ngày trước, tự nói ngày của các bạn đi nha. Hoặc là hôm nay là ngày bao nhiêu cũng hãy tự nói ra theo tiếng Nhật nào. Chúng ta đi sang phần đếm tháng đã. Đếm tháng thì có đuôi là chữ nguyệt như hình đó. Nguyệt ở đây sẽ là tháng. Thì đếm tháng là tháng mấy thì sẽ có đuôi là katsu. Katsu tức là số thứ tự cộng chữ katsu. Ví dụ năm là go. Vậy tháng năm là gogatsu. Gogatsu. Hay như 12 là juni thì tháng 12 sẽ là thêm đuôi katsu vào thôi. À, juni katsu. Juni katsu. Tất nhiên là không thể thiếu các trường hợp đặc biệt được rồi. Chủ yếu thì vẫn sẽ là số thứ tự có đuôi katsu, nhưng sẽ có các trường hợp đặc biệt đó là tháng 4. Chúng ta có tháng 4 thì chúng ta hay gọi là tháng mấy hơn nhỉ? Tháng 4 đúng không ạ? Khi ra người Nhật thì cũng sẽ không nói là yong katsu mà sẽ nói là si katsu. Si katsu, nhớ nha, tháng 4 là si katsu. Si katsu. Tháng 7 người Nhật cũng sẽ nói là Shichi Gatsu thay vì Nana Gatsu. Nhắc lại, tháng 7 là Shichi Gatsu. Shichi Gatsu. Và tháng 9 không đọc là Kyu mà sẽ đọc là Ku Gatsu. Ku Gatsu. Nhắc lại, chúng ta có 3 tháng đặc biệt. Tháng 4 là Shi Gatsu. Tháng 7 Shichi Gatsu. Và tháng 9 là Ku Gatsu. Vậy cùng đọc nhanh với mình từ tháng 1 đến tháng 12 nào. Tháng 1 1月, 1月, tháng 2, 2月, 2月, tháng 3, 3月, 3月, tháng 4, chú ý là gì nhỉ? 4月, 4月, tháng 5, 5月, 5月, tháng 6, 6月, 6月, tháng 7, lại chú ý là gì nhỉ? 7月, 7月, tháng 8, 8月, 8月, tháng 9, cũng chú ý luôn là gì? 9月, 9月, tháng 10, bình thường thôi, 10月, 10月, tháng 11, 11月, 11月, tháng 12, 12月, 12月. Cùng check nhanh lại nào, chúng ta có tháng 5 là gì? Làm nhanh nào, chúng ta có tháng 5 là Gogatsu, bình thường thôi đúng không ạ? Tháng 11 thì sao? À, Juichigatsu, Juichigatsu. Tháng 9, số đặc biệt đây rồi là gì nhỉ? Kugatsu, Kugatsu. Tiếp tục, tháng 4 cũng là đặc biệt, vậy là gì nhỉ? Shigatsu, Shigatsu. Tháng 3 thì là gì? À, Sangatsu, Sangatsu. Tháng 6 thì sao? Là gì nhỉ? À, 6月, 6月. Tháng 2, 2月, 2月. Tháng 8 là gì ạ? Là bình thường thôi, 8月, 8月. Tháng 10 thì là gì? Là 10月, 10月. Tháng 1 đọc nhanh là gì nhỉ? À, 1月, 1月. Thế tháng 12 cũng đọc nhanh được là gì? 12月, 12月. Tháng 7 thì đặc biệt là gì ạ? Là 7月, 7月. Dễ nhỉ? Nhớ nha, tháng là số thứ tự cộng đuôi 月. Có 3 trường đặc biệt đó là tháng 4 là 4月, tháng 7 7月 và tháng 9 là 9月. Dễ quá rồi, cho nên chúng ta sẽ đi sang phần đếm 5 nha. Đếm 5 thì trong tiếng Nhật sẽ là chữ niên, chữ Hán như hình. Đọc sẽ là nen, nen. Số thứ tự cộng nen. Bây giờ 5 thì tất nhiên là cũng có 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2. 1 là Ichi chẳng hạn thì 1 năm sẽ là Ichi nen. Ví dụ như là sinh viên năm nhất thì chúng ta sẽ thêm chữ C vào là Ichi nen C, sinh viên năm nhất. Còn chủ yếu thì năm vẫn đếm hàng gì cơ các bạn nhỉ? À, bây giờ chúng ta đang sống ở thế kỷ này thì đếm hàng nghìn. Hàng nghìn cơ. Thì ví dụ như là chúng ta có 2000 là gì trong tiếng Nhật? Các bạn học bài đếm giá tiền rồi. 2000 là Nisen đúng không? Thì bây giờ năm 2000 sẽ là Nisen nen. Nisen nen. Tức là chúng ta chỉ đếm bình thường. Kể cả đếm nghìn cũng có đếm nghìn bình thường thôi, cộng cả chữ gì ạ? Nen.
Duy có đúng một trường hợp duy nhất đặc biệt, đó chính là số 4. 45 hay 54 không phải là dông nên mà sẽ là dô nên. Dô nên, nhớ nha, dô nên. Dô thôi, bỏ chữ ừn đi. Dô nên là 45 hoặc 54. Số 4 đặc biệt kéo theo các số chữ 4 đặc biệt. Ví dụ, những bạn nào sinh năm 1994 thì sẽ nói như thế nào? 1000 là gì? Sen. 900, kêu heo cự. 94 thì bình thường là kêu diêu dông đúng không? Nhưng vì 45 là dô nên chứ không phải là dông, cho nên 94 phải là kêu diêu dô nên. Nhắc lại, 1000 sen, 900 kêu heo cự, 94 đã nghĩa là kêu diêu dông, nhưng vì dô đặc biệt cho nên phải là kêu diêu dô nên. Vậy 1994 sẽ đọc là gì? Sen kêu heo cự kêu diêu dô nên. Sen kêu heo cự kêu diêu dô nên, nghĩa là năm 1994. Các bạn nào sinh năm 1994 hãy cập nhật nhanh cho mình cái cách đọc năm sinh của các bạn nha. Đề phòng các bạn nào mà chưa xem clip dạy đếm hàng trăm nghìn mà chót lỡ xem video clip này trước nhưng vẫn muốn học luôn thì mình cũng nhắc lại nhanh thôi các cái phần đếm hàng trăm hàng nghìn nha. Thứ tự thì chắc chắn các bạn đã biết đếm rồi. Chúng ta có đếm hàng trăm thì sao? Hàng trăm sẽ có đuôi là heo cự hoặc bé cự hoặc bé cự tùy vào số. Chủ yếu là số thứ tự cộng đuôi heo cự, ví dụ là ni heo cự đúng không ạ? Hay là go heo cự. Nhưng có các trường đặc biệt, cụ thể đầu tiên chúng ta có số 1. 1 không phải là ichi, tức là chúng ta riêng cái hàng đầu ấy thì 100 hay 1000 thì chúng ta không có số 1 vào nữa mà chỉ là heo cự không thôi. 1 là heo cự này. Còn 3 sẽ là đổi thành sang bé cự, bờ bê bò, sang bé cự, sang bé cự. Còn 6 sẽ đổi thành rộp bé cự, bỏ cư đi thành âm ngắt cộng bé cự là rộp bé cự. 8 cũng vậy, hạp bé cự. Nhớ cho mình các trường đặc biệt của hàng trăm như vậy nha. Mình chỉ nhắc sơ qua thôi ạ. Chúng ta sang hàng nghìn. Hàng nghìn thì có đuôi là gì? Sen là chủ yếu và có một trường hợp là gen. Đó là trường hợp gì? Số 3. Nhớ cho mình, 1000 cũng không có ichi ở trước mà chỉ có là sen thôi. Còn lại thì là gì? Số thứ tự cộng sen, ví dụ 2000 là ni sen, 5000 go sen. Nhắc lại, số 3000 phải là sang gen. Ngoài ra chúng ta có 8000 sẽ đổi thành hạt sen, đó là những trường hợp đặc biệt. Bây giờ tập đọc năm nào. Chúng ta có năm 1995 thì đọc như nào đây ạ? 1000 là gì? Sen, 1000 là sen. 995, 900 là gì ạ? Kêu heo cự, kêu heo cự. 95 thì đọc dễ rồi là gì nhỉ? Kêu diêu go. Vậy cứ thế đọc ghép với chữ nên nữa là xong. 1995 sẽ là sen kêu heo cự, kêu diêu go nên. Thực ra tất cả các bạn mà có đôi 1990 mấy thì đều nhớ được cái cụm là gì? Sen kêu heo cự, kêu diêu, còn diêu gì thôi. Ví dụ 97 là diêu na nà, 95 là diêu go, 99 là kêu diêu kêu. Cứ thế là thay đổi thôi ạ. Còn chủ yếu vẫn là sen kêu heo cự, kêu diêu. Nhớ nha. Còn các bạn mà năm sinh 2000 thì sao? Ví dụ 2004 chẳng hạn nào. 2000 thì ta dễ đọc hơn. 2000 là gì? Ni sen đúng không? 00 thì cái số 0 ấy chúng ta sẽ bỏ không đọc, nhảy luôn đến số 4. 4 là gì? Riêng trường hợp 5 thì 4 là yo đúng không? Vậy 2004 là gì? Ni sen, yo nên. Thế là xong thôi. Nhắc lại, năm 2000 chỉ cần là ni sen cộng với số thứ tự cộng nên. Ví dụ như là 2005 thì là ni sen go nên. 2002 ni sen ni nên. Dễ vậy thôi, chỉ có trường hợp 4 này này là phải đổi thành yo nha. Ni sen yo nên tức là 2004. Thế còn 2018 thì nó như nào? Theo các bạn, 2000 vẫn là gì thôi? Ni sen đúng không? 0 không có bỏ qua. 18 thì là gì rồi? Jiu hachi vẫn cứ thế ghép vào thôi. 2018 là ni sen 0 bỏ qua, 18 jiu hachi nen. Ni sen jiu hachi nen. Bây giờ nói cả ngày tháng năm thì sao? Rất hay ngược đây này, nhiều bạn buồn cười lắm ạ. Chúng ta có tiếng Việt thì là nói gì đầu tiên? Ngày trước, rồi đến tháng, rồi đến năm. Nhưng mà vì tiếng Nhật vốn làm sao với tiếng Việt trong các câu danh từ ấy nhỉ? À, ngược đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải để gì trước? Năm nói trước, rồi đến tháng, rồi đến ngày. Chú ý nhau nhắc lại, năm trước, rồi đến tháng, rồi đến ngày. Chứ không phải là ngày, đến tháng, năm như tiếng Việt mình đâu nha. Ví dụ, mình sinh ngày 30 tháng 5 năm 1992 thì mình sẽ nói năm sinh ngày tháng năm sinh của mình như sau.
1992年5月30日. Đó, năm nói trước, rồi đến tháng, rồi đến ngày. Cứ nhớ kỹ ngược so với tiếng Việt. Vậy cùng đọc nhanh cho mình các năm tháng ngày sau đây. Lấy thử Google nào, nói cho mình ngày 19 tháng 4 năm 1998. 19 tháng 4 năm 1998 tiếng Nhật sẽ viết ngược là năm trước rồi đến tháng 4 rồi đến ngày 19 đúng không ạ? Nào 1998 đọc như nào ạ? Là gì ạ? À, sen 1000 đúng không ạ? 900 kyu hyaku 98 kyu ziu hachi nen. Sen kyu hyaku kyu ziu hachi nen. Năm 1998 tiếp tục nói đến tháng. Tháng 4, tháng 4 là gì nhỉ? Đặc biệt đúng không ạ? Là gì ạ? Shigatsu. Shigatsu. Ngày 19 cũng đặc biệt luôn là gì ạ? Shukunichi. Vậy đầy đủ là gì nhỉ? À, ngày 19 tháng 4 năm 1998 sẽ là Senkyūhaku kyūjūhachi nen shigatsu jūkūnichi. Luyện tiếp nào. Ngày 8 tháng 7 năm 2004. Nói nhanh cho mình nào. 2004, 2000, 2000, bỏ qua đến số 4 luôn. 4 là gì? À, riêng 4 năm phải là yonen, vậy là gì? Nisen, yonen, 2004. Gì nữa? Ngày 8 tháng 7. Tháng 7 là gì nhỉ? Shichigatsu. Nhớ nha, tháng 7 cũng là tháng đặc biệt. Shichigatsu. Ngày 8 thì là gì? Yoka. Vậy ngày 8 tháng 7 năm 2004 sẽ là Nisen, yonen, Shichigatsu, yoka. Thế còn ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì sao các bạn? Đọc như nào nhỉ? 2019, 2000, Nisen, 0, bỏ qua, 19, Jiu, Cư hay Jiu Kiu? Jiu Kiu nên thôi đúng không ạ? Bình thường thôi, chỉ có số 4 là đặc biệt trong phần 5 thôi nha. Nhắc lại, Nisen, Jiu Kiu nên, 2019, ngày 1 tháng 1, mùng 1 tháng 1 thì tháng 1 đó là gì? Ichigatsu, mùng 1, Tsuitachi, vậy đầy đủ, mùng 1 tháng 1 năm 2019 sẽ là Nisen, Jiu Kiu nên, Ichigatsu, Tsuitachi. Nói thành cả câu xem. Hôm nay là ngày tháng năm nào đó thì chúng ta chỉ đơn giản là thêm chữ hôm nay vào chủ ngữ thôi đúng không ạ? Hôm nay là gì? Kyo là wa. Vậy tạo được công thức chưa? Kyo wa nani nani nen nani nani gatsu nani nani nichi cộng đuôi đề sự là đuôi kết thúc lịch sự của câu danh từ thì hiện tại khẳng định là xong. Ví dụ nói nhanh cho mình câu sau nào. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2019. Hôm nay kyo là wa kyo wa. 4 tháng 1 năm 2019 nói gì trước? Nói năm trước. 2019 nào? Nisen jūkyū nen. 4 tháng 1. À nói tháng 1 trước. Ichigatsu 4 gì ạ? Yoka. Và đừng quên chữ đề sự. Cả câu kyo wa nisen jūkyū nen ichigatsu yoka desu. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2019. Tương tự bạn có thể thay cho ngày mai, ngày kia, vân vân. Chỉ cần đổi cái danh từ, chỉ thời gian lên thôi là xong. Thế còn câu hỏi nhỉ? Ít ai hỏi năm nào mà chỉ hỏi là ngày mấy tháng mấy thôi. Tất nhiên năm nào thì cũng có là năn nên nên các bạn thêm chữ năn vào, năn nên. Còn tháng mấy, ngày mấy, tháng mấy sẽ là năn gạt dự. Còn ngày mấy là năn ni chi, trong từ vựng cũng có đưa rồi đúng không ạ? Bây giờ hỏi hôm nay là ngày mùng mấy tháng mấy thì sẽ hỏi như nào các bạn? À, cứ thay vào thôi đúng không? Chẳng phải là công thức đâu, cứ thay vào thôi. Chúng ta có hôm nay là gì? Kyo á, đúng không? Ngày mấy tháng mấy thì chúng ta phải hỏi tháng trước. Vậy là nangatsu nanichi cộng đuôi câu hỏi desu ka? Kyo wa nangatsu nanichi desu ka? Hôm nay là ngày mùng mấy tháng mấy vậy? Ví dụ không phải hôm nay đi, ngày mai chẳng hạn. Ngày mai là ngày mùng mấy tháng mấy sao hỏi như nào? À, ngày mai là gì? Ashita đúng không ạ? Ashita wa nangatsu nanichi desu ka? Ngày mai là ngày mùng mấy tháng mấy vậy? Ví dụ là ngày mùng 5 tháng 1, vừa nãy là mùng 4 thì bây giờ là mùng 5, ngày mai mà thì sẽ nói như nào ạ? À, ichigatsu itsuka desu. Ichigatsu itsuka desu. Mở rộng hơn nữa đi, không chỉ nói hôm nay, ngày mai, ngày kia mà có thể nói một ngày nào đó là ngày bao nhiêu. Thì công thức chỉ đơn giản là cái danh từ chỉ ngày hôm đấy. Ví dụ ngày lễ tình nhân, ngày lễ Giáng sinh vân vân. Cộng trợ từ là gì? Qua, rồi đến số tháng, số ngày, cộng đuôi đề sự là xong. Ví dụ mình cung cấp luôn thêm từ vựng các bạn có thể nói được này.
chúng ta sẽ nói thử câu ngày lễ tình nhân là ngày 14 tháng 2. Thì chúng ta nhớ cho mình ngày lễ tình nhân ý, tiếng Anh là gì nhỉ? Valentine Day đúng không? Tiếng Nhật cũng tương tự sẽ là Valentine Day. Valentine Day. Valentine là phiên âm của chữ Valentine. Còn chữ day là phiên âm của chữ day, là ngày đó ạ. Vậy Valentine Day tức là gì? Ngày lễ tình nhân. Như mình phân tích từ ngày trước ý, thì chúng ta có chữ bầu, chữ vờ đọc giống nhau, cho nên bạn có thể đọc lái hẳn sang chữ vờ là va thay vì là ba, được không đọc quá rõ là Valentine mà là Valen, kiểu lái chữ vờ ấy. Valentine Day, Valentine Day, ngày lễ tình nhân. Bây giờ lắp cả câu nào. Ngày lễ tình nhân là ngày 14 tháng 2 nói như nào bây giờ? À, Valentine Day wa 14 tháng 2 nói gì trước, là tháng 2 trước. Ni katsu ngày 14, jiu yok ka desu. Valentine Day wa ni katsu jiu yok ka desu. Tương tự, ngày Tết thiếu nhi của Việt Nam là ngày 1 tháng 6. Bây giờ nói cho mình câu này. Gợi cho các bạn từ thiếu nhi là kodomo. Ngày thì chúng ta sẽ đọc là hi. Nếu mà đứng một mình cái chữ Nhật đó ấy, hiểu là ngày sẽ đọc là hi nha. Thì chúng ta sẽ có câu này là Betamu no kodomo no hi. Nhắc lại cái cụm đó sẽ là ngày Tết thiếu nhi của Việt Nam nha. Betamu no kodomo no hi wa mùng 1 tháng 6. Nói gì trước? Tháng 6 trước. Rokugatsu mùng 1 tsuitachi desu. Betamu no kodomo no hi wa 6月1日 です. Mở rộng thêm chút nữa cho phần cách nói ngày âm lịch. Ví dụ ngày Tết Trung Thu là ngày 15 tháng 8 âm lịch nha. Gợi ý từ vựng Tết Trung Thu của chúng ta có là Chiu Chiu Zetsu. Chữ Hán là Trung Thu Tết. Nói ngược ấy mà. Nhắc lại Chiu Chiu Zetsu nghĩa là Tết Trung Thu. Bây giờ Tết Trung Thu là ngày 15 tháng 8. Trước hết ngày 15 tháng 8 nói như nào đã? 8月15日 đúng không? Bây giờ chỉ thiếu chữ âm lịch thôi, thì chúng ta sẽ cho chữ âm lịch vào trước cái chữ ngày 15 tháng 8 như thế. Ngày âm lịch chúng ta sẽ thêm chữ Kyureki vào. Kyureki. Kyu là cũ, Reki là lịch, lịch cũ đó. Thì hiểu như vậy là âm lịch. Nhắc lại, chúng ta sẽ thêm chữ Kyureki vào trước ngày tháng nếu muốn nói đó là ngày tháng âm lịch. Vậy cả câu này, ngày Tết Trung Thu là ngày 15 tháng 8 âm lịch sẽ nói thành Chiu Chiu Setsu wa Kyureki 8月15日 desu. Phần vừa rồi chỉ là bonus thêm thôi, không cần phải học thuộc các từ mới kia cũng được nha, hiểu là được. Tương tự cho phần câu hỏi, muốn hỏi một ngày nào đó là ngày 10 tháng mấy thì chúng ta có là cái danh từ chỉ cái ngày đó wa nangatsu nanichi desu ka. Ví dụ hỏi ngày quốc tế phụ nữ là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu vậy thì sẽ hỏi như nào nhỉ? Chúng ta có từ vựng quốc tế phụ nữ thì sẽ nói như sau. Ngày quốc tế phụ nữ là Kokusai Josete. Kokusai Josete là cách gọi ngày quốc tế phụ nữ. Trong đó Kokusai là quốc tế, Jose là nữ giới và de là phiên âm của day là lúc nãy gặp rồi đấy ạ, là ngày. Kokusai Josete, ngày quốc tế phụ nữ. Đặt cả câu cho mình, ngày quốc tế phụ nữ là ngày mùng mấy tháng mấy sẽ là như nào? À, Kokusai Josete wa nangatsu nanichi desu ka? Là ngày mấy các bạn nhỉ? À, là ngày mùng 8 tháng 3. Vậy trả lời như nào? Sangatsu ni ni yoka desu. Đừng có ai nói nhầm thành hachigatsu nha. Nhớ là tháng phải nói trước. Sangatsu yoka desu. Áp dụng công thức tương tự cho phần cách nói và hỏi ngày sinh nhật, chỉ khác là chúng ta sẽ thay các ngày lễ bằng chữ gì thôi, ngày sinh nhật thôi. Ngày sinh nhật trong từ vựng có rồi là gì nhỉ? Tanjobi đúng không ạ? Tanjobi, ngày sinh nhật. Vậy công thức câu nói về ngày sinh nhật của ai đó là ngày mấy tháng mấy sẽ là à ai đó no tanjobi wa, rồi số tháng rồi số ngày cộng đuôi đề sự thôi. Thế còn câu hỏi nhỉ, nếu hỏi ngày sinh nhật của ai đó hay của bạn là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu thì sẽ hỏi là như nào nhỉ? À, đơn giản thôi, vẫn như thế và đổi thành câu hỏi là ai đó no tanjobi wa nangatsu nanichi desu ka, là ngày mấy tháng mấy. Tuy nhiên chúng ta ít hỏi kiểu này đúng không ạ? Ta thường hay hỏi là gì nhanh hơn? À, ngày sinh nhật của bạn chẳng hạn là khi nào, thay vì hỏi ngày mấy tháng mấy sẽ hỏi là khi nào đúng không các bạn?
Vậy chúng ta sẽ có cách hỏi hai, đó là ai đó no tanjoubi wa itsu desu ka? Itsu khi nào, trong từ vựng có đưa rồi đúng không? Itsu khi nào. Ví dụ hỏi câu ngày sinh nhật của anh Quang là khi nào vậy, thì tiếng Nhật sẽ nói ra sao các bạn? Ngày sinh nhật của anh Quang thì là gì đã? Quang san no tanjoubi wa, đúng không? Là khi nào? Itsu desu ka? Trả lời là ngày 8 tháng 4 chẳng hạn thì sẽ nói là tháng 4 nói trước, shigatsu mùng 8 yoka desu. Khi mà được hỏi về tanjoubi tức là ngày sinh nhật thì không mấy khi người ta trả lời năm sinh đâu nha các bạn. Còn ví dụ khi đi phỏng vấn á, người ta hay hỏi là ngày tháng năm sinh của bạn là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ có một cách nói khác, cũng là phần mở rộng trong bài hôm nay mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Mấu chốt là các bạn chỉ cần nhớ cho mình từ vựng thôi, nhớ được từ vựng ngày tháng năm sinh là gì, còn đâu lắp vào câu thì cũng bình thường. Chúng ta có từ vựng ngày tháng năm sinh ấy, chữ Hán sẽ là chữ sinh, chữ niên, chữ nguyệt và chữ nhật. Đúng là chữ sinh này, năm này, tháng và ngày. Còn cách đọc sẽ là senengapi. Đọc theo mình nha. Senengapi. Senengapi. Senengapi là ngày tháng năm sinh. Nhớ từ vựng nha, senengapi nghĩa là ngày tháng năm sinh. Bây giờ ra công thức nào, công thức nói ngày tháng năm sinh của ai đó là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu thì chúng ta sẽ có là gì? Ai đó no senengapi wa, trợ từ là đúng không ạ? Rồi đến gì trước? Năm trước, rồi mới đến tháng, rồi mới đến ngày và đuôi kết thúc là desu. Chủ yếu vẫn là từ vựng thôi đúng không? Chứ công thức thì chẳng có gì cả. Danh từ chỉ cái ngày đó wa, rồi đến ngày tháng năm, nếu có năm thì thêm năm vào thôi. Câu hỏi thì sao nhỉ? Nếu hỏi ngày tháng năm sinh của ai đó là khi nào thì chúng ta cũng chỉ cần là thay vào là ai đó no senengapi wa khi nào, itsu desu ka? Ai đó no senengapi wa itsu desu ka? Ngày tháng năm sinh của một ai đó là khi nào? Ví dụ câu được gặp nhiều nhất sẽ là ngày tháng năm sinh của bạn là khi nào? Bạn là gì? Anata no, đúng không ạ? Anata no senengapi wa itsu desu ka? Anata no senengapi wa itsu desu ka? Ngày tháng năm sinh của bạn là khi nào? Là những câu mà gần như là được hỏi rất nhiều khi đi phỏng vấn với người Nhật. Ngày tháng năm sinh của bạn là khi nào? Có thể người ta sẽ hỏi cao cấp hơn bằng các cái cụm ngữ pháp sau này như là oshiete kudasai vân vân, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần hiểu thế này thôi. Cứ nhắc đến senengapi thì bạn sẽ trả lời gì ạ? Ngày tháng năm sinh của bạn. Ví dụ sinh ngày 8 tháng 7 năm 1999 sẽ là gì? Senkyū hyaku kyūjū kyū nen shichigatsu yōka desu. Ja, anata no senengapi wa itsu desu ka? Vậy ngày tháng năm sinh của bạn là khi nào vậy? Bạn có thể ngay lập tức không thuộc luôn được cách nói tất cả các ngày, các tháng, các năm, nhưng ít nhất phải đọc được trôi chảy và nhanh chóng ngày tháng năm sinh của chính bạn đó nha. Chúng mình cùng nhau đi vào mẫu câu cuối cùng của bài hôm nay, đó chính là mẫu câu hỏi thời gian thực hiện hành động, tức là khi nào làm gì. Cùng xem các ví dụ sau đây. Chúng ta có câu hỏi khi nào anh về nước thì người Nhật sẽ nói như sau: itsu kuni e kaerimasu ka? Itsu kuni e kaerimasu ka? Tương tự câu sau, khi nào em đi Nhật sẽ nói thành itsu nihon e ikimasu ka? Itsu nihon e ikimasu ka? Các bạn để ý là vừa nãy chúng ta học các câu danh từ, ví dụ như là ngày quốc tế phụ nữ là khi nào, ngày sinh nhật là khi nào, ngày tháng năm sinh là khi nào, thì chúng ta có khi nào ở sau đuôi và đi với cả desu ka là itsu desu ka, đúng không? Còn nếu mà câu động từ chúng ta quan sát ở trên hai câu vừa rồi thì chúng ta có khi nào làm gì đó, khi nào anh về nước, khi nào em đi Nhật, thì chữ itsu lại ở đâu cơ? Đầu của câu cơ nha. Vậy công thức tổng quát chúng ta có khi nào làm về sẽ là itsu rồi đến động từ về masu ka. Thế còn trả lời thì sao nhỉ? Ví dụ như trường hợp vừa rồi hỏi khi nào em đi Nhật, bạn ấy có thể có những cái phương án trả lời như sau. Nếu là tháng sau em sẽ đi thì bạn trả lời bình thường thôi, tháng sau bê xuống là raiketsu sẽ đi ikimasu, raiketsu ikimasu. Nhưng nếu là một mốc thời gian có con số cụ thể, ví dụ như 3 giờ chiều nay em đi, thì bạn ấy cần thêm một trợ từ nữa, đó là
午後3時に行きます。午後3時に行きます。là sao đây? Chúng ta quan sát này, rai kia chữ thì không thấy có ni gì, nhưng mà sang gì lại có ni. Nếu các bạn để ý thì ngay từ bài số 4 chúng ta đã gặp rồi, giống như là các từ như hôm nay, ngày mai, ngày kia, tối qua, sáng nay, hàng ngày thì có bao giờ có thấy ni không? Không, đúng không ạ? Nhưng riêng trường hợp dậy lúc mấy giờ, ngủ lúc mấy giờ thì lúc mấy giờ thì lại có gì ạ? Trợ từ ni, đúng không? Vậy thì các bạn để ý cho mình nha, là những cái trường hợp mốc thời gian mà không có chứa con số thì chúng ta sẽ không cần điền nị. Còn trường hợp nào mà thời gian có chứa con số sẽ điền nị. Ví dụ nếu bạn ấy trả lời là tháng 4 em sẽ đi. Tháng 4 nè, tháng 4 có phải là mốc thời gian có chứa con số không? Có số 4 rõ ràng đúng không ạ? Si gắt chữ thì phải có trợ từ gì đi kèm vào mới được viết tiếp ạ? À, phải có trợ từ ni nha. Si gắt chữ ni ikimasu. Nhắc lại, những cái mốc thời gian mà có chứa con số thì phải có trợ từ ni. Còn những danh từ chỉ thời gian chung chung, gọi là chung chung, thực ra là nếu mà hiểu ngày mai, ngày kia thì rõ ràng hơn là tháng mấy năm sau, đúng không? Nhưng mà cái tháng mấy năm sau nó có chứa con số thì được tính là thời gian cụ thể. Còn ngày mai, ngày kia, vân vân thì nó là chung chung đó ạ. Vậy thì cụ thể chúng ta cùng thống kê các cái danh từ chỉ thời gian xem khi nào thì là chung chung, khi nào thì là có con số nào. Trạng từ thời gian thì được chia làm hai loại, đó là thời gian chung chung và thời gian cụ thể. Như mình vừa định nghĩa thì thời gian chung chung ở đây tức là những cái mốc thời gian không có con số, còn thời gian cụ thể là thời gian mà có gắn với cả một con số cụ thể. Chủ yếu những cái trạng từ thời gian mà các bạn học từ bài trước đến giờ thì đều là thời gian chung chung là chính. Ví dụ như là gì? Hôm nay, ngày mai, hôm qua này, hay cái gì nhỉ? Kể cả thêm như là sáng nay, tối mai, tuần trước, tháng này, năm sau, hay là hàng sáng, hàng tối, hàng ngày. Các cái trạng từ như vậy thì là trạng từ mà chung chung. Trạng từ thời gian, danh từ chỉ thời gian mà có con số cụ thể thì tất nhiên là phải đi với số. Vậy số chúng ta có là gì ạ? Từ giây, là phút, là giờ, đúng không? Ở đây chúng ta chỉ kê từ giờ chẳng hạn đi. Giờ này rồi là gì nhỉ? Ngày, ngày rồi đến gì ạ? Tháng, rồi đến năm. Cứ có con số thì gọi là gì? Danh từ chỉ thời gian cụ thể. Những trường hợp mà có gì ở con số cụ thể thì phải thêm gì nhỉ? Ni vào sau cái danh từ, trạng từ chỉ thời gian có chứa con số đó. Còn những cái thời gian chung chung như là hôm nay, ngày mai, tuần trước, tuần sau, hàng ngày, hàng sáng, hay như là năm nay, năm sau, vân vân thì chúng ta sẽ không cần thêm ni. Còn những trường hợp mà có con số cụ thể như mấy giờ này, rồi là ngày bao nhiêu, tháng mấy, năm nào thì bắt buộc phải có ni ở đằng sau cái danh từ chỉ thời gian đó nha. Chúng ta có một trường hợp thuộc giới tính thứ ba ở trong nội dung này. Đó là gì các bạn biết không? Đó là thứ. Ví dụ kayobi. Kayobi nghĩa là gì? Thứ ba. Về mặt phát âm của nó, về mặt viết chữ của nó thì có thấy con số gì ở đây không? Kayobi toàn chữ mà. Nhưng hiểu ý nghĩa của nó là gì đây nhỉ? À là thứ ba. Ba có phải là số không? Có. Thế thì cái trường hợp này ý, nó thuộc giới tính thứ ba, tức là nó có thể có ní hoặc không ní cũng được. Thử check lại bằng cách là làm cho mình bài tập chọn đúng sai sau đây nha. Đây cũng là một loại bài tập xuất hiện rất nhiều cho các loại bài tập tiếng Nhật. Chúng ta sẽ nhớ cho mình cách ký ức, đó là đúng sẽ là dấu tròn và đọc là maru. Đọc cho mình nào, maru, maru. Dấu tròn đúng người ta gọi là maru. Còn khi sai thì họ sẽ đánh dấu x và gọi là batsu, batsu. Maru là đúng, batsu là sai. Các đầu bài hay hỏi maru desu ka, batsu desu ka, tức là đúng hay sai. Nhìn cho mình câu số 1. Nhìn kỹ cho mình nào, câu này đúng hay sai các bạn? À, vừa học xong đúng không? Phải ứng dụng luôn được đi. Chúng ta câu này nhìn phát biết là gì luôn, sai luôn. Bởi vì là gì đấy ạ? Chúng ta có sau ngày mùng 3 tháng 9 là một mốc gian có con số thì bắt buộc phải có trợ từ gì nữa mới được? À, trợ từ ni. Câu này là bát sự. Muốn đúng thì phải cho thêm ni chèn vào sau danh từ chỉ thời gian cơ. Thế câu số 2 này đúng hay sai? Nào nhìn nhanh nào. Đúng hay sai ạ? Maru desu ka? Batsu desu ka? À, maru desu ne. Maru desu. Đúng rồi đúng không ạ? Chẳng có gì sai câu này cả. Câu này dịch là gì?
Chủ nhật tuần này thì tôi sẽ về nước, đúng chuẩn rồi, chẳng có gì sai cả. Sau Konshin Nichiyobi thì có thể có ní hoặc không ní mà. Nichiyobi là chủ nhật, có thể có hoặc không thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sai. Thực tế mình quan sát thì cái phần thứ này người ta cũng ít khi cho ní lắm, chỉ là để Nichiyobi, Doyobi vân vân như vậy thôi. Sang bang câu số 3, maru desu ka, batsu desu ka. Nhìn kỹ nha. Maru desu ka, batsu desu ka. Nhìn được ra chưa ạ? À, câu này là maru. Chigaimasu, batsu desu yo. Batsu, sai rồi. Ơ sai ở đâu? Rõ ràng em nhìn thấy tháng 5 là có con số, vậy thì phải có ni đúng rồi. Ừ thế tôi có bảo là sai ở chỗ tháng 5 đâu. À sai chỗ khác, có cứ là bài tập này là phải chọn xem là có ní hay không ní đâu nhỉ. Mình chỉ nói là chọn đúng sai rồi đúng không ạ? Chỗ này sai ở đâu nhỉ? Câu này sai ở phần cuối cơ. À chúng ta có kyo nên là gì? Năm ngoái. Năm ngoái thì làm sao lại để đuôi kimasu được, phải là gì ạ? Kimashita chứ. Vậy biết sai ở đâu chưa? À kimashita nha, cẩn thận cô Lam hay lừa lắm đó. Thế câu này nhìn nhanh nào. Câu này thì sai hay đúng mà? Maru desu ka, batsu desu ka? À nhìn phát biết batsu luôn. Sai lè lè ra rồi. Thế nhưng mà bây giờ đố này có mấy chỗ sai? Tìm đi mấy chỗ sai nào. À có mấy chỗ ạ? À? Hai chỗ sai. Sai ở đâu? Đầu tiên chúng ta có sau vô gộ có ní không? Không có ní, chỉ có sau yoji có ní thì là đúng rồi. Còn sau vô gộ thì không có ní. Tiếp tục aruite là đi bộ có đế nữa không? À không ai nói đi bằng bộ cả, cho nên chỗ này là sai hai chỗ, ta phải lược đi chữ ni ở sau câu bộ và lược chữ đế ở sau aruite thì câu mới đúng được nha. Rồi bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc, cùng mình tổng hợp lại kiến thức ngữ pháp hôm nay học với nhau nào. Hôm nay chúng mình đã cùng nhau học mẫu câu với các động từ di chuyển, đó là đi, đến, về, được chia làm 3 mục nhỏ. Đầu tiên là mẫu câu đi đâu, đến đâu, về đâu thôi, thì địa điểm sẽ luôn đi kèm với trợ từ gì các bạn? Trợ từ e, thuộc lòng hôm nay rồi đúng không ạ? Trợ từ e. Từ để hỏi thì là gì nhỉ? Doko e, đi đâu. Trong phần này thì chú ý cho mình câu trả lời đúng không ạ? Khi hỏi là bạn đi đâu, ví dụ như tối nay bạn sẽ đi đâu thì có thể là trả lời địa điểm e ikimasu. Nhưng cũng có trường hợp là gì không đi đâu cả, và nhớ cho mình cách nói không đi đâu cả là gì? Doko mo ikimasen. Nhớ kỹ trường hợp đó đừng quên nha. Doko mo ikimasen nghĩa là không đi đâu cả. Mở rộng ra thì đi bằng phương tiện gì, đó sẽ là phương tiện cộng trợ từ de. Trợ từ de là đi sau danh từ chỉ phương tiện. Hỏi thì sao nhỉ? Đi bằng cái gì? Đáng ra trong sách người ta viết cho các bạn là nan de. Thế nhưng mà vì nan de trùng với cả cách hỏi tại sao trong hội thoại của người Nhật, cho nên là chúng ta sẽ chuyển thành nani de để hỏi đi bằng phương tiện gì đó. Nani de. Ok, chú ý cho mình trong phần này là nếu trả lời bình thường bằng phương tiện gì đó chỉ là phương tiện cộng de ikimasu, ví dụ đi bằng máy bay hikoki de ikimasu. Nhưng nếu đi bộ thì sao? Chúng ta sẽ có đi bộ là aruite, và aruite đã là đi bộ rồi thì không có de nữa đâu nha, không ai nói là đi bằng bộ cả. Aruite không có de. 1.3 chúng ta nói về bổ nghĩa về đi cùng với một ai đó. Thì trường hợp đi cùng ai đó trợ từ sẽ luôn là trợ từ gì ạ? Tô. Tô là trợ từ sau cái người đi cùng đúng không ạ? Làm gì cùng ai đó luôn là tô. Từ để hỏi thì sao ạ? Cùng với ai? À chữ ai là gì? Dare. Vậy cùng ai là gì? Dare to. Dare to. Ikimasu ka là đi cùng với ai vậy? Trong cái phần này cũng nhớ cho mình chữ đặc biệt đó là gì? Hitori là gì? Hitori de là một mình, thì chúng ta không cộng thêm to vào sau cụm một mình đó nữa, không ai nói là cùng một mình cả đúng không ạ? Chỉ có hitori de ikimasu là đi một mình thôi. Sang phần đếm ngày tháng năm trong tiếng Nhật nào. Ngày tháng năm trong tiếng Nhật thì chúng ta có đuôi ngày sẽ là gì nhỉ? Luôn là nichi là chủ yếu, tất nhiên là trừ các trường hợp đặc biệt. Đặc biệt là sao? Chúng ta có từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 và ngày 20 là đặc biệt nhất. Chúng ta sẽ học theo từ vựng sách giáo khoa, mình không liệt kê lại nữa. Ngoài ra thì cộng thêm các gì ở ngày có chứa đuôi 4 thì cũng sẽ đổi là dọc cà. Ví dụ như ngày 14 là diêu dọc cà, ngày 24 là ni diêu dọc cà. Ngoài ra chúng ta có các đuôi số 7 và 9 cũng hơi đặc biệt, đó là gì nhỉ? Không phải là diêu na nà mà là diêu si chi ni chi.
và ngày 27 Nijiu Shichi Nichi, tương tự ngày 19 Jiuku Nichi và ngày 29 là Nijiuku Nichi. Ok, bây giờ cách nói tháng thì sao nhỉ? Tháng thì chúng ta sẽ có đuôi là katsu. Ví dụ năm là go thì tháng 5 sẽ là go katsu. Chỉ cần nhớ các từ đặc biệt là gì thôi, là tháng 4 là shigatsu, tháng 7 là gì? Shichigatsu, và tháng 9 là kugatsu. Nhớ các từ đặc biệt như vậy, còn đâu là bình thường thôi. Năm thì sao nhỉ? Chúng ta chỉ cần lấy số thứ tự cộng với cả chữ nen. Chỉ cần nhớ đúng một chữ đặc biệt đó là số 4 và các số đi kèm theo. 4 không phải là yonen mà sẽ là yonen, nhớ nha, yonen. Thì kéo theo những năm hay nói như là năm 1994 hay năm 2004 hay 2014, chúng ta nhớ đổi đuôi cuối cùng là gì? Yonen là được. Nói cả câu hôm nay là ngày mấy tháng mấy thì chúng ta chỉ cần thêm dữ kiện thời gian trước và trợ từ wa thôi. Ví dụ hôm nay là sẽ là kyo wa, ngày mai là ashita wa. Rồi các ngày, ví dụ như là ngày Giáng sinh là Christmas, đúng không ạ? Hay là ngày Tết là Oshogatsu. Ví dụ sau này chúng ta theo thêm từ vựng và nói thêm được sau. Đi sang phần nói ngày sinh nhật thì chúng ta chỉ cần nhớ từ vựng thôi. Có hai cách để nói về ngày tháng năm sinh. Thì nếu là nói đến ngày tháng sinh thôi, chỉ cần nhớ đến ngày sinh nhật đó là gì? Tanchobi. Tanchobi wa itsu desu ka? Sẽ là hỏi người sinh nhật là khi nào. Còn nếu nói đến ngày tháng năm sinh thì đổi từ vựng là gì nhỉ? Senen gappi. Phần này không có trong từ vựng bài số 5 nhưng mình đưa thêm để các bạn nhớ luôn. Senen gappi là ngày tháng năm sinh. Senen gappi wa itsu desu ka? Ngày tháng năm sinh của bạn là khi nào? Cuối cùng là cái câu hỏi khi nào làm gì đó, thì chúng ta nhớ trong câu động từ thì từ khi nào sẽ đứng ở đầu câu và là itsu, đúng không? Itsu cái gì đó, itsu vemasu ka? Ví dụ như khi nào bạn đi Nhật chẳng hạn sẽ là gì? Itsu Nihon e ikimasu ka? Đơn giản vậy thôi. Chỉ có phần trả lời ấy. Nếu mà là gì, thời gian có con số cụ thể, chúng ta bắt buộc phải thêm trợ từ ni. Thời gian con số cụ thể là gì? Là mấy giờ, ngày bao nhiêu, rồi tháng mấy, rồi năm nào. Còn những cái thời gian còn lại thì chúng ta chung chung ấy, không có con số. Ví dụ như là gì? Ngày hôm qua, ngày mai, ngày kia, hàng ngày, hàng sáng, vân vân, thì không thêm ni vào sau những cái tương tự chỉ thời gian như vậy nữa. Chú ý cho mình một điều nữa là các thứ trong tuần thì có thể có ni hoặc không ni cũng được, bởi vì bản chất phần viết thì không có số nhưng ý nghĩa của nó lại là thứ mấy là có số ấy mà, cho nên là ni hay không ni đều được nha. Bài hôm nay cũng khá là dài nhưng mà cũng không có gì khó, rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy làm bài tập thật nhiều để luyện thêm nhé. Chú ý cho mình lại không nhìn các cái tài liệu ghi chép ngữ pháp, chúng ta nhẩm ngữ pháp trước khi làm và làm cho mình các bài tập sau, đó là bài tập Renshu B. Sách giáo khoa trang 41-42 và môn đai sách giáo khoa trang 44-45. Tất nhiên là không thể quên làm bài tập trong quyển bài tập Hyojin môn đai siêu trang 7-8 nữa nha. Đồng thời một đặc sản không thể thiếu của các video dạy ngữ pháp kênh tiếng Nhật cô Lam, đó chính là bài tập thêm của Lam Sensei đưa ra. Hãy tiếp tục chăm chỉ luyện tập thêm bằng cách làm các bài tập của mình nào. Đáp án sẽ được chữa vào video clip dạy ngữ pháp bài số 6 nhé. Cảm ơn các bạn vì đã học tập rất là chăm chỉ cùng kênh tiếng Nhật cô Lam. Cố gắng lên, chúng ta chỉ cần chăm chỉ thôi chứ không cần quá nhiều cái sự thông minh khi học tiếng Nhật. Chúng ta chỉ cần chăm chỉ, cần cù sẽ bù thông minh. Tất nhiên nếu bạn lười thì sẽ không tốt tí nào cả. Chúng ta phải làm đủ hết bài tập chứ không phải chỉ làm cho có. Các bạn cảm giác là hiểu rồi nhưng mà có thể sẽ mau quên hoặc có thể sẽ nhầm lẫn với các mẫu khác sau này chúng ta học. Nên cố gắng làm bài tập thật đầy đủ và chăm chỉ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video dạy ngữ pháp bài số 6. Chú ý cho mình là phải học thuộc thật kỹ từ vựng bài 6 trước khi học ngữ pháp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.